phổi, và cái cửa sổ phổi thì các bạn chỉ cần chụp không cản quang là cũng có thể thấy được nha. Và như vậy thì đầu tiên sẽ nhắc lại cái giải phẫu sinh lý. Rồi mình sẽ học hai phần các cái tổn thương tăng đậm độ ha. Nó gọi là hai actionation nha. Tăng đậm độ có nghĩa rằng là nó trắng hơn bình thường á, giống như hôm trước mình học ở bên X-quang mà cô hay nói nó là hình mờ. Hình mờ tức là nó màu trắng nha. Còn bây giờ các cái tổn thương tăng đậm độ thì các bạn sẽ thấy là hai actionation, tức là các cái hình mà nó màu trắng, màu trắng. Còn các tổn thương giảm đậm độ tức là low actionation, nó gọi là các cái hình mà nó màu đen đó nha, giảm đậm độ. Đầu tiên á là nhắc lại về giải phẫu và sinh lý của phổi á, thì các bạn biết rằng là cái khí quản chia làm hai, phế quản gốc rồi chia nhỏ dần dần, thì tới cái lần phân chia thứ 14 á nha, thì nó gọi là tiểu phế quản tận nha, tiểu phế quản tận. Và từ cái tiểu phế quản tận trở đi đó thì nó là còn gì đó, tiểu phế quản hô hấp, rồi ống phế nang, rồi phế nang nha. Thì từ cái tiểu phế quản tận trở đi á thì nó rất là quan trọng ha các bạn, nó rất là quan trọng và nó là cái đơn vị phổi cuối cùng. Cái đơn vị phế nang á nó gọi là eosinus, thì trong một cái chùm, đây là một cái chùm phế nang nó gọi là eosinus ha. Thì trong cái eosinus này á, nó có nhiều cái chùm, nhiều cái bóng phế nang, nhiều cái phế nang ở trong này nó gọi là alveolus ha, và nó có cái tiểu phế quản hô hấp nha. Thì đây là một cái eosinus. Và cái tiểu phế quản tận á, đây nè, cái tiểu phế quản tận là đây ha. Tiểu phế quản tận thì nó sẽ có nhiều cái eosinus nha các bạn. À, tức là tiểu phế quản tận nó sẽ chia ra nhiều cái tiểu phế quản hô hấp ha. Và mỗi cái tiểu phế quản hô hấp đó là nó một cái eosinus nha. Rồi. Bây giờ cái đơn vị mà các bạn cần phải học đó nó là tiểu thùy thứ cấp nha. Tiểu thùy thứ cấp, đây là một cái đơn vị cơ bản nhỏ nhất, cần rất là quan trọng về cấu trúc và chức năng phổi ha. Và một cái tiểu thùy thứ cấp đó thì nó gồm khoảng 10 cái eosinus nãy ạ. Nha, một cái eosinus thì nãy mình nói là một cái tiểu phế quản tận á, nó sẽ chia ra nhiều cái tiểu phế quản hô hấp, và mỗi cái tiểu tiểu phế quản hô hấp thì nó là một cái eosinus đúng không? Một cái đơn vị phế nang. Thì như vậy á, là một cái tiểu phế quản tận màu đỏ, màu xanh này các bạn ha, màu xanh lá cây này á, một cái tiểu phế quản tận nó sẽ cho có khoảng từ 5 tới 15, thôi mình nói là 10 đi cho nó dễ nha, 10 cái đơn vị phế nang nha. Rồi. Đây các bạn thấy không? Khoảng 10 cái chùm eosinus đây nha. Và đi song song với cái tiểu phế quản tiểu cái phế quản tận này á, là một cái nó gọi là động mạch trung tâm tiểu thùy. Tiểu thùy là cái tiểu thùy này nè, kêu là tiểu thùy thứ cấp, secondary pulmonary lobule ha, tiểu thùy thứ cấp nha. Như vậy thì nó sẽ đi song song với nhau, cái tiểu phế quản tận với cái động mạch trung tâm tiểu thùy là nó đi ngay giữa ha các bạn. Rồi. Và cái kích thước của nó đó là nó khoảng từ 1 tới 2 cm vuông á. À, đây là mặt nhìn trên cái hình á, là cái kích thước của một cái tiểu thùy thứ cấp nó khoảng này. À, khoảng này nha. Và đây là một cái đơn vị phổi nhỏ nhất ha, bao quanh bởi cái vách mô liên kết, cái vách bao xung quanh cái tiểu thùy thứ cấp này á, nó gọi là vách giang tiểu thùy. Vách giang tiểu thùy nha. Đây. Rồi. Thì khi mà mình cắt ngang trên phim CT á, các bạn sẽ thấy nó có cái hình này. Hình này là cái hình lục giác đúng không? Cái hình lục giác là một cái tiểu thùy thứ cấp. À.
Và cái động mạch trung tâm tiểu thùy với cái tiểu phế quản tận đó là nó nằm ngay giữa. À, và luôn luôn nó đi một cặp thôi các bạn, nó đi một cặp. Một cái gọi là tiểu phế quản tận và một cái là động mạch trung tâm tiểu thùy, à, đi ngay giữa cái tiểu thùy này nha. Và xung quanh của nó là cái gì? À, đây là cái vách giang tiểu thùy, à, cái vách giang tiểu thùy. Và trong cái vách giang tiểu thùy này có cái gì trong này? Tĩnh mạch và hạch mạch bạch huyết nha các bạn. Mạch bạch huyết và tĩnh mạch thì nó đi dọc theo vách giang tiểu thùy. Còn động mạch và tiểu phế quản tận là ở ngay giữa nha. Đây là một cái cấu trúc cực kỳ cơ bản của cái phổi nha. Đây cũng là một cái hình mô tả cái tiểu thùy thứ cấp hay các bạn, có những cái chùm eosinus đây nha. Nó cũng có cái hình lục giác nha các bạn. Ở ngoài này cái này nó nằm sát với cái màng phổi tạng nè. À, cái này là cái màng phổi tạng. À, thì cái tiểu đây là một cái tiểu thùy mà nó ở ngoại biên á, tiểu thùy thứ cấp nằm ngoại biên, nó nằm sát cái màng phổi tạng nha. Và xung quanh là lymphatic nè, ven nè, ha, tĩnh mạch nha, tĩnh mạch đi xung quanh nha. Còn ngay giữa này là động mạch trung tâm tiểu thùy và tiểu phế quản tận nha. Rồi. Đó là nãy giờ về đây là về về giải phẫu, nó cũng nói lại hay các bạn, nó cũng nói lại đây là một cái tiểu thùy thứ cấp nha, đây là một cái tiểu thùy thứ cấp. À, thì cái ngay giữa là động mạch trung tâm tiểu thùy và tiểu phế quản tận. À, và xung quanh ở đây là một cái kích thước trung bình của một cái tiểu thùy thứ cấp nha. À. Cái này là bên anatomy. Còn bây giờ bên CT thì mình thấy gì? Không có thấy rõ. Đây nè, các bạn nhìn thấy nè. Thấy cái mấy cái mũi tên không? À, cái mũi tên đó, ba cái mũi tên đó chỉ một cái đường rất là mờ mờ nha. Thì cái đường đó là cái đường vách giang tiểu thùy nha. Cái đường mờ đó là cái đường vách giang tiểu thùy. Và nó rất là khó thấy bởi vì bình thường thì không thấy nha, hoặc là thấy rất 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 khó. Nhưng mà nếu mà nó bị viêm, nó bị dày lên thì lúc đó mình mới thấy rất là rõ ràng ha các bạn, là nó viêm nó dày lên mới thấy rõ. À, và các bạn cũng hiểu rõ về cái sinh lý bệnh của hai cái phân vùng quan trọng ha. À, nó gọi là trung tâm tiểu thùy. Trung tâm tiểu thùy tức là cái vùng ở giữa. À, hồi nãy mình học rồi đó, là ở đây đó, nó là động mạch và tiểu phế quản tận nha. Thế thì những cái bệnh lý nào mà cái nguyên nhân gây bệnh đó, nó đến từ cái tiểu phế quản tận hoặc đến từ cái động mạch, thì các bạn thấy cái bệnh lý nó sẽ nằm ở vùng trung tâm tiểu thùy nha. Vùng trung tâm tiểu thùy. Còn nếu cái bệnh lý nào mà nguyên nhân gây bệnh nó đến từ tĩnh mạch hoặc là từ mạch bạch huyết, ví dụ như những cái ung thư rồi đó ha, thì các bạn sẽ thấy là cái rối loạn á, cái hình ảnh á, các bạn sẽ thấy nó liên quan tới cái quanh tiểu thùy ha, peri lymphatic area là cái vùng xung quanh này đó là chính. Còn cái vùng giữa nó gọi là centrilobular, nó gọi là trung tâm tiểu thùy nha. Đó. Thì đây là cái hình tiểu thùy thứ cấp trên phim X-quang, mình cũng thấy cực kỳ khó ha các bạn. Nhưng mà nó có chỉ cái mũi tên đó nha, cái mũi tên đen đó là cái vách giang tiểu thùy nha. Còn cái mũi tên mà viền trắng đó là động mạch trung tâm tiểu thùy. Nè, một cái chấm nhỏ xíu đó, một cái chấm nhỏ xíu đó đó. Đó là động mạch trung tâm tiểu thùy nha. Rồi. Thì bình thường nó rất là khó thấy ha các bạn. Bình thường nó rất là khó thấy. Và khi mình đọc một cái cửa sổ phổi đó thì mình phải quan sát như thế nào ha. Đầu tiên là mình coi cái bất thường nào nổi bật ha, nó là cái bất thường gì. Nó là kiểu tăng đậm độ hay kiểu giảm đậm độ ha. Rồi coi là nó phân bố ở vị trí nào của tiểu thùy thứ cấp nha. Mình mới vừa học cái tiểu thùy thứ cấp á
để mình coi nó là centri lobular hay là perilymphatic hay là bất kỳ nha. Rồi mình mới coi là nó nằm ở chỗ nào trong toàn bộ cái phổi nha. Bây giờ mình sẽ học bốn cái tổn thương tăng đậm độ. Tổn thương tăng đậm độ nó gọi là HAA nha. HAA các bạn đọc sách đó, các bạn lật ra nó hay dùng cái chữ HAA này, tức là những cái hình mờ đó ha. Và nó sẽ có bốn kiểu là tổn thương phế nang, tổn thương mô kẽ, tổn thương dạng nốt đơn độc và các tổn thương khác nha. Hôm trước mình có học cái tổn thương phế nang ở bên X-quang rồi, các bạn còn nhớ không? Tổn thương phế nang ở trong cái phim X-quang á thì ai còn nhớ nha, ai còn nhớ nói cô nghe đặc điểm của tổn thương phế nang trên phim X-quang ngực. Alo. Alo, có ai nhớ không? Alo. Alo. Dạ thưa cô là con nhớ là đặc điểm của tổn thương phế nang là giới hạn không rõ, rồi là nó phân bố theo thùy hoặc phân thùy, với lại là nó có thể là diễn tiến thay đổi nhanh theo cái tình trạng bệnh. Diễn tiến nhanh theo thời gian ha, với lại nó có thể có cái air from program nha. Air from program là khí phế ảnh đó. Air from program là gì các bạn còn nhớ không? Đó là cái hình ảnh, cái hình cây phế quản màu đen nằm trên cái nền tổn thương mờ mờ xung quanh đó, nó màu trắng ha, thì nó nổi cái hình cây đó lên thì nó gọi là khí phế ảnh hay là air program nha. Đó là trên trên X quang ngực ha. Còn bây giờ trên CT nha. Trên CT á, thì cái tổn thương phế nang các bạn sẽ thấy nó có hai dạng nha các bạn, hai dạng. Dạng thứ nhất nó gọi là consolidation, đông đặc. Và dạng thứ nhì nó gọi là crown glass hay là còn gọi là kính kính mờ nha. Thì cái hiện tượng tổn thương phế nang này là gì? Là cái phế nang của mình á, nó bị thay vì nó chứa không khí ha, thì bây giờ nó chứa chất dịch, chất mủ, chất máu, tế bào, protein, mỡ, dịch vị, chất xơ, vân vân và vân vân. Tức là thay vì nó chứa khí thì nó chứa tùm lum thứ trong đó nha. Và nó thể hiện bởi bởi hai cái. Ở đây là một cái tiểu thùy thứ cấp mà mình vừa học xong nha, tiểu thùy thứ cấp. Thì mình thấy là cái tiểu thùy thứ cấp này nó đặc hết nha, nó trắng xóa hết thì nó gọi là đông đặc nha. Và cái crown glass á, tức là nó cũng dần gần nó như đông đặc nhưng mà nó lại mờ hơn, tức là nó mỏng hơn á các bạn. Cái lớp á, giống như cái lớp chứa ở trong cái phế nang nó mỏng hơn, nó ít hơn và nó không có xóa mờ các mạch máu bên dưới thì người ta gọi là crown glass. Nhưng hai cái tổn thương này là cùng một bản chất ha. Hai cái tổn thương này là cùng một bản chất, là tổn thương của phế nang, là có cái gì đó nó chiếm trong cái lòng của các cái arsenic trong này nè, nãy mình vừa học đó ha. Trong lòng của các cái arsenic này nó chứa đầy các cái chất gì nãy mình mới nói xong đó, mủ, máu, dịch, vân vân ha. Làm cho cái hình ảnh của nó, nếu mà nó chứa nhiều, nó chứa đầy thì nó gọi là consolidation, mà nó chứa ít thôi thì người ta gọi là crown glass, tức là vẫn còn nhìn thấy mờ mờ cái hình ảnh của mạch máu phế quản bên dưới nha. Rồi. Đây là trên phim các bạn sẽ thấy ha, đây là cái đặc trắng như vậy nè thì nó gọi là đông đặc ha, đông đặc. Và cái này là tổn thương kính mờ đây, kính mờ đây. Các bạn nhìn kỹ thì kính mờ nó sẽ phân bố theo
những cái tiểu thùy thứ cấp nằm cạnh nhau ha. Các bạn sẽ thấy nó bao gồm những cái tiểu thùy thứ cấp nằm cạnh nhau và nó mờ mờ ha. Đó, còn cái mô phổi bình thường thì nó màu đen đen đúng không? Đó, rồi. Thì những cái đông đặc hoặc là kính mờ này nó có thể phân bố theo thùy hoặc là nó lan tỏa hoặc là nó đa ổ nha. Rồi. Đó là mình học cái tổn thương đông đặc và kính mờ nha, cô không có đi vô bệnh lý, cái này là cô chỉ cách đọc thôi, vì đi vô bệnh nữa nó dài lắm, cô cắt bớt rồi nha. Cái này là chỉ cho bạn cái cách biết cách mô tả một cái tổn thương như thế nào gọi là cái gì ha. Hồi nãy giờ mình vừa học qua là cái tổn thương phế nang. Tổn thương phế nang là bao gồm hai kiểu, một là đông đặc, hai là kính mờ nha. Bây giờ qua tới tổn thương mô kẽ nha. Hôm trước mình học bên X quang ngực, mình cũng đã học cái tổn thương kiểu mô kẽ là cái gì. Ngược lại với cái phế nang hồi nãy là nó giới hạn rõ ha, tức là cái tổn thương nhìn cái hình ảnh trên phim á, nó nét đúng không, nó nét và nó không phân bố theo thùy phân thùy, nó không thay đổi theo thời gian hoặc là thay đổi rất là chậm theo thời gian và không bao giờ có e trong program, ngược lại với cái tổn thương phế nang hồi nãy nha. Còn trên CT scan ngực thì mình sẽ thấy cái gì? Mình sẽ thấy các cái dạng này có thể gặp nha. Cái dạng thứ nhất là mình sẽ thấy tổn thương ở bên X quang ngực thì hôm trước mình chia ra là cái gì, lưới rồi nốt, nốt là vi nốt á, và lưới nốt ha. Thì bây giờ ở đây mình cũng gặp lại nó là tổn thương dạng lưới nha. Dạng lưới thì bây giờ mình sẽ hiểu rõ lưới là tại sao nó lưới nha. Thì đó là do nó dày cái vách giang tiểu thùy nha. Dày cái vách giang tiểu thùy. Đây là một cái tiểu thùy thứ cấp bình thường. Bây giờ nãy mình thấy là nó rất là khó thấy đúng không các bạn? Nó rất là khó thấy trên phim X quang ngực bình thường. Nhưng mà nếu nó dày lên đây thì các bạn sẽ thấy là nó nhìn rất là rõ. Và một loạt những cái tiểu thùy thứ cấp nằm cạnh nhau thì các bạn sẽ thấy nó hình lưới nha. Tất cả các cái vách giang tiểu thùy mà nó đều dày lên hết. Và các bạn thấy tất cả đều nó hình lục giác nằm cạnh nhau thì nó tạo thành một cái lưới nha. Đó. Kế nữa đó là các bạn sẽ thấy tổn thương vừa lưới vừa nốt nha, tức là trên những cái lưới này nó có những cái nốt nha. Thì các bạn thấy là cái vách giang tiểu thùy này á là nãy mình học cái gì, là ở đây là cái gì, tĩnh mạch với mạch bạch huyết ở đây đúng không. Thì trên cái vách giang tiểu thùy này thì nó có thể, nếu mà nó dày lên mà nó dày không á thì nó gọi là lưới thôi. Cái lưới này nó smooth, tức là nó trơn láng. Nhưng mà trên cái lưới này mà nếu nó có những cái hộp hộp thì mình gọi là lưới nốt nha. Tổn thương lưới nốt, và cái nốt này á là mình biết là nó sẽ đi từ bạch huyết tới nha, từ bạch huyết tới nha. Rồi còn nếu mà cái nốt mà nó ở giữa đây thì gọi là nốt trung tâm tiểu thùy nha, nốt trung tâm tiểu thùy. Và cái nốt trong tâm tiểu thùy nãy mình cũng học rồi, cái vùng trung tâm tiểu thùy là do cái gì đi tới, động mạch tới tiểu phế quản tận nha. Tiểu phế quản tận đi tới ha. Ngoài ra còn có những cái tổn thương khác như là dày vách trong tiểu thùy, dày cấu trúc lõi rồi vân vân, thì mấy cái này ít gặp nha. Đầu tiên là cái tổn thương dạng lưới ha, cô vừa nói xong, đó là cái sự dày lên của cái vách giang tiểu thùy. Đây, sự dày lên của cái vách giang tiểu thùy. Các bạn thấy rất là rõ. Và đây nè. Ha. Các bạn thấy mấy cái vách giang tiểu thùy tự nhiên nó dày lên. Ha, và đây là một cái tiểu thùy thứ cấp nè, mình giờ hình bình thường thấy khó thấy, giờ nhìn rất là rõ nhờ mấy cái vách nó dày lên. Đây, nó dày lên nha. Yeah.
Thì nếu mà cái vách giăng tiểu thùy mà nó dày lên mà nó vẫn giữ nguyên cái cấu trúc của nó, tức là mình thấy những cái hình mà cái hình tiểu của thủy thủy thư cấp, cái hình lục giác ban đầu mình học đó, nó vẫn còn giữ nguyên cái hình lục giác đó, có nghĩa là cái cấu trúc của nó còn nguyên nha. Và như vậy á, nó gọi là không không sơ hóa ha, dày lên mà không sơ hóa thì mình sẽ gặp trong những cái bệnh lý này, như là mình bị phù á, bị phù trong mấy cái phù mô kẽ, hoặc là bị thấm dịch phế nang, lắng động protein phế nang ha, đơn giản, hoặc là như là phù do tim đó ha, những cái mô kẽ nó bị dày lên nha. Mà ví dụ trên phim X quang ngực, những cái đường này nè mình gọi là gì đó, các bạn còn nhớ không, mấy cái đường kiệt ly đó, đường kiệt ly A, đường kiệt ly B đó, đó là những cái vách giăng tiểu thùy này nó dày lên do nó có thấm nước vào đây ha. Nhưng mà cái cấu trúc của cái tiểu thùy thứ cấp nó vẫn còn nguyên nha. Lắng động protein phế nang là một cái bệnh mà ở trong các cái bệnh này rất là đặc biệt ha các bạn. Lâu lâu Phạm Ngọc Thạch cũng gặp một vài ca là nó cũng dày cái vách giăng tiểu thùy lên vậy nè ha. Và nội soi phế quản á, thì người ta có cái kỹ thuật là người ta rửa phế quản phế nang, và khi mà bạn rửa ra đó thì cái dịch rửa đó là phải rửa nhiều lắm nha, phải chuẩn bị cả chục lít nước muối á ha, chục lít nước muối mà đẳng trương á, 9 phần ngàn, xong rồi bơm vô bơm ra, bơm một một bên thôi ha, bơm vô bơm ra, và cái nước mình để á, bơm ra rồi lấy cái nước để, các bạn thấy cái nước y như bùn vậy đó, nó màu nâu 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 đỏ mà nó như bùn vậy đó ha, và mình rửa cho tới khi nào cái nước trong thì mình dừng lại nha. Thì bữa nào các bạn lật ra các bạn đọc cái bệnh này cũng hay lắm nha, nhưng mà nó là một cái bệnh lành tính nha. Còn nếu mà cái một tổn thương dạng lưới này, nhưng mà mình thấy là có cái hiện tượng sơ hóa phổi, tức là cái tiểu thụy thứ cấp nó không còn nguyên dạng nữa mà nó bị méo mó ha, nó bị méo mó và cái thể tích phổi nó bị giảm đi, các bạn nhìn thấy rõ bên bên trái và bên phải, thì cái bên phải này nó nhỏ hơn cái bên phải trái đúng không, thể tích phổi bị giảm kèm theo giãn phế quản co kéo ha, giãn phế quản co kéo. Giãn phế quản co kéo là gì, hôm trước là mình học cái giãn phế quản rồi đó, là có sự giãn rộng bất thường của các cái phế quản đúng không. Thì giãn phế quản co kéo nó cũng là một kiểu giãn phế quản, nhưng là do là những cái hiện tượng sơ hóa đó, nó làm cho những cái phế quản, các bạn biết là những cái phế quản nhỏ đó thì nó bị nó không có cái chất, nó không có cái lớp sụn, cho nên là những cái biến dạng, những cái sơ hóa là nó làm dễ cho những cái phế quản nhỏ nhỏ đó không có lớp sụn, nó dễ bị méo móp méo lắm, cho nên thành ra là nó bị giãn luôn, giãn móp méo và giãn, thành ra là nó gọi là giãn phế quản do co kéo, tức là do cái hiện tượng sơ hóa kéo qua kéo lại này làm cho cái phế quản nó bị giãn. Nhưng mà giãn thì cái giãn phế quản co kéo này nó chỉ nằm ở ngoại biên thôi ha, nằm ở ngoại biên thôi, là gì, là do những cái phế quản nhỏ ở ngoại biên đó nó không có lớp sụn ha. Còn nếu mà giãn phế quản ở trung tâm thì không gọi là giãn phế quản co kéo ha. Đây là các bạn, nó còn gọi một cái tổn thương khác là vừa có tổn thương kính mờ mà vừa có dày vách giăng tiểu thùy, thì nó hay dùng cái chữ gọi là đá lát đường. Các bạn thấy đây là cái hình ảnh đá lát đường nha. Đá lát đường thì thay vì là nó cái lưới không á ha, thì trong cái lưới là dày của cái vách giăng tiểu thùy đúng không, cái vách giăng tiểu thùy nó dày lên, rồi trong cái lồng của cái tiểu thùy đó đó nó lại có kính mờ ha, thành ra là các bạn thấy nó gọi là tổn thương đá lát đường. Đây là cái hình ảnh rất là điển hình của đá lát đường nè ha, là bên trong kính mờ và cái vách xung quanh của cái giăng tiểu thùy nó cũng dày lên
và nó gặp trong nhiều bệnh. Thì một trong những cái bệnh đó là nó lắng đọng protein phế nang, thì nó cũng thấy cái tổn thương đá lát đường đó. Và các bạn thấy rõ là cái tiểu thùy thứ cấp nó vẫn còn nguyên vẹn, nó không có bị méo mó, nó vẫn còn giữ nguyên cái hình lục giác của nó đó. Mình vừa học coi xong là về cái lưới, bây giờ qua tới cái nốt nha. Cái nốt thì mình sẽ phân biệt ba cái dạng nốt. Cái dạng nốt thứ nhất là nốt trung tâm tiểu thùy, cái nốt thứ nhì là nốt giang ở dọc vách giang tiểu thùy, hay là gọi là quanh tiểu thùy đó nha, và cái nốt bất kỳ nha. Thì đây là cái nốt trung tâm tiểu thùy nha. Các bạn biết là một cái tiểu thùy thứ cấp thì nó nằm, thí dụ những cái tiểu thùy thứ cấp nó nằm cạnh cái màng phổi đúng không? Và nếu mà nốt mà nó nằm ở trung tâm tiểu thùy thì không bao giờ nó nằm sát cái màng phổi nha. Cho nên nếu mình thấy các cái tiểu thùy thứ cấp nè ha. Trung tâm tiểu thùy là cái đốm màu vàng nè, đó là cái vùng trung tâm tiểu thùy. Thì các cái nốt mà nó nằm ở vùng trung tâm tiểu thùy thì không bao giờ nó nằm sát cái màng phổi nha. Như vậy thì nếu mà mình coi những cái nốt mà rõ ràng nó bố trí không bao giờ nó nằm sát vô cái màng phổi đây, thì đây là trung tâm tiểu thùy ha. Nốt trung tâm tiểu thùy nó gọi là centrilobular nodum Do là do các cái bệnh lý liên quan tới inhalation, tức là hít vô đi từ cái tiểu phế quản gì đó tới cái tiểu phế quản tận, vô ngay giữa cái tiểu thùy thứ cấp, không bao giờ ra tới cái vách giang tiểu thùy nha. Những cái bệnh hít với viêm nè, để gì nè, viêm phổi hít nè, viêm phổi tăng mẫn quá mẫn nè, rồi những cái viêm tiểu phế quản nè, thấy không đó. Vân vân nha các bạn, đó là những cái bệnh lý do hít ha, hít và viêm. Còn cái nốt mà nốt quanh tiểu thùy thì các bạn sẽ thấy là nó nằm sát đây, các bạn thấy nè, nó nằm quanh cái vách giang tiểu thùy này nha. Như vậy thì mình nhìn thấy cái nốt không bao giờ nó nằm sát cái màng phổi luôn, chứ không phải giống như nãy ha. Hồi nãy là nó cách cái màng phổi ít nhất là 5 mm ha nha. Còn cái này nó nằm sát luôn, và mình thấy nó nằm dọc theo các cái đường liên vách liên thùy, rãnh liên thùy, rồi vách giang tiểu thùy, rồi vân vân ha, các cái vách là nó nằm dọc hết. Và liên quan tới hệ bạch mạch nha các bạn, liên quan tới hệ bạch mạch nha. Thành ra ở đây là những cái gì, ung thư nè nha, ung thư thường là ung thư đó nha, ung thư nó hay đi theo đường bạch mạch nha. Rồi mấy cái bệnh của mô liên kết rồi đó nha, rồi bất kỳ nha, bất kỳ là muốn nằm đâu nằm nha, bất kỳ nằm đâu nằm, nó không có đi theo cái vách như nãy nha, nó nằm sát cái màng phổi, nhưng mà nó không phân bố theo vách như nãy nha. Hồi nãy nó phân bố theo những cái đường đúng không, còn này nó lung tung, và nó phân bố random này á thì người ta nói là nó đi theo đường máu ha, đi theo đường máu như các bạn nha, đường máu. Ví dụ như những cái ung thư mà di căn theo đường máu, hoặc là ví dụ như lao kê ha, ok, nó đi theo đường máu, nó tới phổi ha. Rồi qua bây giờ là mình xong cái tổn thương tăng đậm độ rồi đó nha. Xong cái tổn thương tăng đậm độ ha. Tổn thương tăng đậm độ thì còn cái nốt nữa đó, cái u nốt đó, nhưng mà u nốt hôm bữa mình học ở bên cái ung thư phổi rồi nha, không nói lại nữa. Rồi những cái tổn thương khác ít gặp hơn, ví dụ như là những cái nang, những cái xẹp phổi, rồi xẹp phổi tròn, rồi
nhồi máu phổi rồi thì mấy cái đó ít gặp, cho nên là cũng không có trình bày cho các bạn. À, thành ra hai cái tổn thương mà tăng đậm độ quan trọng nhất mà các bạn vừa học đó là tổn thương phế nang và tổn thương mô kẽ, hai cái tổn thương hết sức là quan trọng trong cái tăng đậm độ. À, bây giờ qua tới cái giảm đậm độ. Giảm đậm độ tức là vùng phổi đó nó màu đen. À, thì mình sẽ thấy các cái tổn thương như sau. Trong đó cái khí phế thủng thì hôm trước mình có học ở bên cái X-quang ngực rồi. À, đợi coi chút nha. Bác đang dạy học nha. Cái tổn thương khí phế thủng á, là mình còn nhớ là gì? Do các cái phế nang nó bị giãn ra, do cái thành của cái phế nang nó mất tính đàn hồi và nó giãn ra, mình còn nhớ ha. Và trong cái tổn thương khí phế thủng nhìn trên X-quang ngực thì mình chỉ thấy những cái vùng phổi sáng hơn bình thường, sáng hơn tức là đen hơn bình thường, nhưng sao? Nhưng không có cái bờ gì hết nha. Bởi vì nó vẫn là phế nang, nhưng mà phế nang nó bị giãn thôi chứ còn nó vẫn là tổn thương phế nang nha. Còn cái bóng khí tức là gì? Là những cái vùng sáng mà trong đó, đó vùng sáng thường là nó tròn ha, nằm giữa trong cái nhu mô phổi và xung quanh nó có cái thành ha. Bên trong của cái bóng khí này á thì là không có nhu mô phổi mà nó chỉ là khí thôi ha, và xung quanh nó là cái thành rất là mỏng, mỏng khoảng có 1 mm thôi đó, mỏng như là cái màng phổi tạng đó các bạn nha. Đó là cái bóng. Còn cái kén khí á, thì mình nó gọi là kiss nha, kén khí thì gọi là kiss, mình sẽ thấy là cái thành nó dày nha, dày hơn nha. Và cái kích thước đó là cái đường kính á, thì mấy cái kén hay cái bóng này á thì cơ bản nó vẫn là hình tròn, có thể nó thỉnh thoảng nó méo một chút ha, nhưng mà cơ bản nó vẫn là hình tròn. Nhưng mà cái kiss á thì nó chỉ khoảng 1-2 cm thôi nha. Và luôn luôn là nhớ là nó khác ở cái bóng á, là thành á, dày hơn nha. Rồi tổ ong là dày nữa nha, 3-10 mm nha, và nó thường là một từng đám nha. Nhiều cái kén khí nằm cạnh nhau thì từng đám thì nó gọi là tổ ong nha. Còn cái hang á thì cái thành nó rất là dày nha, cái thành hang như hang lao các bạn học rồi đó nha. Thì hang lao thì mình nhìn rõ ở bên phim X-quang ngực á nha, các bạn nhớ nha. Dạ, cái thành nó khá dày, luôn luôn là 4 mm. Và cái ổ áp xe cái thành cũng dày. À, hôm trước cũng nói các bạn phân biệt giữa cái hang với cái ổ áp xe. Thì cái ổ áp xe mà điển hình thì nó sẽ có cái mức khí dịch nha. Nhưng mà thỉnh thoảng mình cũng sẽ gặp một cái ổ áp xe không có mức khí dịch, ví dụ như bệnh nhân vừa khạc ra ha. Vừa khạc một cái đống mủ ra. Rồi bây giờ cái hang nó trống lỏng, cái ổ áp xe nó trống lỏng. Mình chụp mình thấy ồ y chang như cái hang lao nha. Thì vậy sao mình sao phân biệt được? Thì hôm bữa có nói với bác các bạn rồi đó. Hang lao á bao giờ cũng có tổn thương vệ tinh. Nhớ ha. Nha, hai cái này nó giống nhau, cái thành nó dày nè. Đó. Nhưng mà cái hang lao luôn luôn có cái tổn thương vệ tinh xung quanh nha. Còn cái ổ áp xe thì không bao giờ có mình nó thôi à. Còn hang lao á thì gần gần đó hay là đối diện bên bên kia rồi luôn luôn có những cái tổn thương khác ha. Và cái thành của cái hang lao á, các bạn biết rằng là lao mà tiến triển á, cái thành nó rất là dày. Nhưng mà cái hang mà cũ rồi, ví dụ người ta trị lao lâu xong đã đời 7 năm 10 năm rồi vẫn còn cái hang. Một số người cái tổn thương cái hang di chứng nó vẫn còn, nhưng mà cái thành nó rất là mỏng nha các bạn, thành nó rất là mỏng à. Thành ra là cái thành nó cũng cho biết là cái lao này là lao tiến triển hay là lao cũ à. Rồi thì đây là bây giờ mình trở lại cái khí phế thủng ha. Bây giờ khí phế thủng là cái giãn phế nang, tức là mình sẽ thấy những cái vùng ở trong phổi sáng và không có bờ xung quanh, không có cái đường bờ gì cả, không có thành đó nha.
Và mình sẽ phân biệt là ba dạng khí phế thủng nha. Khí phế thủng trung tâm tiểu thùy, khí phế thủng toàn tiểu thùy và khí phế thủng cạnh vách nha. Trung tâm tiểu thùy, toàn tiểu thùy và cạnh vách nha. Mình sẽ đi vô kỹ. Đây là trung tâm tiểu thùy thì các bạn biết là khí phế thủng là những cái vùng màu đen này nè. Đây. Đây những cái vùng màu đen đây nha, vùng màu đen ha. Và các bạn thấy nó cũng giống như cái nguyên lý mà mình học ở bên mô kẻ, tức là nếu mà trung tâm tiểu thùy thì những cái màu đen này nè, đen này là trong này đó, là những cái phế nang nó bị giãn, nhưng mà nó trung tâm tiểu thùy cho nên nó không có nằm sát vách ha. Còn toàn tiểu thùy là nó bị hết luôn. Còn này là cạnh vách, là nó chỉ nằm theo những cái vách thôi. Mình sẽ đi kỹ hơn nè. Đây là cái trung tâm tiểu thùy. Đây các bạn thấy những cái chấm đen đen, những cái vùng đen đen nhỏ nhỏ này, thấy không? Đó, đây là những cái khí phế thủng đó. Còn cái này là nó bị dày lên, cái vách dày lên luôn nè. Ha, ha. Còn cái này là khí, đó mới là đúng là khí phế thủng ha. Còn cái này có cái vách này thì không phải khí phế thủng nữa rồi. Này là mấy cái kít đó. Ha, rồi. Còn khí phế thủng á là nó không có cái thành nha, không có cái thành gì xung quanh hết á. À, đấy. Nè, nó mở lớn ra cho mình coi ha. À. Đây là cái bronchi, là cái tiểu phế quản tận ha. À. Cái này là cái động mạch nha, còn đây là những cái ven ha. Đây là những cái màu mà nó tô màu xanh xanh này là khí phế thủng đó ha. Nó mở lớn này ra, mờ quá mình cũng không thấy rõ nha. Các bạn thấy là nó không có đường bờ gì cả nha. Không có đường bờ gì cả. Còn bây giờ á, khí phế thủng toàn tiểu thùy là nó chiếm hết cái tiểu thùy luôn, à, chiếm hết cái tiểu thùy luôn, nha, à, nó chiếm hết cái tiểu thùy. Còn đây là cái khí phế thủng cạnh vách, là mình thấy nó nằm dọc theo vách thôi, ha, dọc theo vách là phần lớn, nó thỉnh thoảng nó cũng có giữa giữa nữa, nhưng mà đa số là nó dọc theo cái vách thì người ta gọi là khí phế thủng cạnh vách, nha. À. Còn cái này là cái bóng khí ha, bin nè, nãy mình vừa học cái bin á. Cái bin là cái vùng phổi, ở cái vùng không có nhu mô phổi nhưng mà nằm giữa nhu mô, nhưng mà trong này là khí không và nó có cái bờ xung quanh nha. Thì kích thước nó có thể nhỏ lớn tùy ý nha các bạn. Nhỏ nhất á là có thể có những cái bóng nhỏ xíu, nhưng mà cũng có những cái bóng lớn ha. Đấy. Những cái bóng lớn nha. Và nó cũng có thể méo mó, nếu hai ba cái bóng cạnh nhau nè, nó có thể méo mó. Đây là một cái bóng khí nha. Thì cái bóng khí mình chụp CT ra thì mình phân biệt rõ với cái bóng khí với cái tràng khí. Tràng khí là nó nằm trong khoang màng phổi, còn cái bóng khí thì nó hình tròn, nó nằm giữa cái nhu mô như vậy ha. Cũng có thể nó nằm cạnh ha, tùy nha, tùy cái, nhưng mà rõ ràng nó có cái bờ đây. Còn cái tràng khí thì mình sẽ thấy là giới hạn bằng cái màng phổi tạng nha. Rồi hết rồi các bạn ha, tạm thời cũng không có thời giờ đi sâu hơn. Cái bài của cô mà chính thức á nó còn nhiều lắm, nhưng mà tại vì chỉ cơ bản cho các bạn học thôi nha. Rồi. Cô cũng hay có những cái bài CME trên những cái hội hô hấp nói về những cái hình ảnh học này nè. Nếu các bạn có quan tâm thì các bạn tìm nghe nha. Rồi giờ cái này liên quan tới này có gì hỏi không? Alo? Alo? Nãy cô đề cập tới rửa phế nang đó cô. Rửa xong có phải bổ sung sự phát tăng không cô? Không. Dạ. Có sự phát tăng đâu bổ sung. Dạ.
Việt Nam mình cũng không có, nhưng mà thấy không không thấy bổ sung, chỉ có rửa thôi. Rửa nhưng mà một lần rửa vậy là cũng phải chuẩn bị vô phòng mổ, rồi phải phải có đặt cái xong để cái phổi còn lại nó cách ly hoàn toàn với cái phổi còn lại, không mà rửa hết hai phổi thì bệnh nhân ngộp chết sao, đúng không? Cho nên cái phổi còn lại mình phải đặt cái xong để mình không có cho nước chảy qua. Rồi nếu không có hỏi gì á thì trình bày viêm phổi đi. Còn nếu ai chưa kịp hỏi thì ghi đó lát hỏi nha. Rồi ai trình bày viêm phổi? Bắc hả? Em trình ạ. Cô thấy màn hình chưa? Thấy rồi. Xin phép bắt đầu. Bài này gồm 4 phần: đại cương, triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán và điều trị. Về đại cương thì mình nói về dịch tễ, định nghĩa và yếu tố nguy cơ bị viêm phổi. Dịch tễ, về mặt dịch tễ thì viêm phổi là một trong những bệnh lý thường gặp nhất lâm sàng và bệnh lý gây tử vong cao nhất của bệnh lý nhiễm trùng. Theo WHO năm 2012 thì mỗi năm có tới 3 triệu người chết và tỷ lệ tử vong của viêm phổi khoảng từ 3 đến 5%. Phế cầu là tác nhân chính gây viêm phổi cộng đồng. Để định nghĩa thì viêm phổi là tình trạng nhiễm trùng của Em viêm phổi. show lên đi, em show lên. Phổi là tình trạng nhiễm trùng của nhu mô phổi. Nhiễm trùng ở đây có nghĩa là bao gồm tất cả các loại vi trùng như là vi khuẩn, virus, nấm hoặc là ký sinh trùng, vân vân. Nhu mô phổi thì có thể là bao gồm cả phế nang và mô kẽ. Ủa xí 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 ha, rồi cô hỏi các bạn chút nè. Viêm phổi tới làm pneumonia đúng không? Đúng không? Còn pneumonitis là gì? Pneumonitis, itis đó nó cũng là viêm vậy? Vậy thì khi nào gọi là pneumonia mà khi nào thì gọi là pneumonitis các bạn biết không? Dạ, bronchitis chắc là chỉ tình trạng viêm phổi chung, còn pneumonia là viêm phổi vi khuẩn. Đúng rồi, nhưng mà không phải viêm phổi chung mà không do vi khuẩn á, do những cái tác nhân khác á thì nó gọi là pneumonitis nha. Ví dụ như là do ở chất hóa chất xạ trị hay gì đó vân vân thì mấy cái đó nó kêu là pneumonitis nha các bạn. Rồi tiếp. Thì người ta chia ra làm viêm phổi cộng đồng, viêm phổi bệnh viện và viêm phổi liên quan đến chăm sóc y tế. Viêm phổi cộng đồng là tình trạng viêm phổi xảy ra ở bệnh nhân ngoại trú hay trong vòng 48 giờ từ khi nhập viện. Tác nhân phổ biến nhất là phế cầu HI. Phổi liên quan Phổ đến biến gì? À, rồi rồi tiếp. viêm phổi liên quan đến chăm sóc y tế thì là viêm phổi xảy ra ở ngoại trú hay trong vòng 48 giờ trước khi nhập viện, nhưng mà trước đó có nguy cơ tiếp xúc với vi khuẩn đa kháng. Các yếu tố nguy cơ giống như là nằm viện trước đó trong một cơ sở y tế trong vòng 90 ngày, là tiếp xúc với thuốc kháng sinh, hóa trị hay là chăm sóc vết thương trong vòng 30 ngày, trú trong một viện dưỡng lão hoặc là điều dưỡng cơ sở chăm sóc y tế dài hạn, chạy thận nhân tạo, được chăm sóc điều dưỡng trước đó như truyền dịch hay là chăm sóc vết thương, hoặc là có các thành viên trong gia đình nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc. Viêm Khoan phổi khoan khoan, bỏ rồi mà. bỏ cái viêm phổi liên quan đến chăm sóc y tế hả cô? Ừ. Tại em cũng phân vân con nên đưa vào hay không. Tức là lúc trước thì người ta đưa ra, nhưng mà sau này người ta nhận thấy rằng là nó không có, người ta cũng khảo sát rồi người ta thấy rằng không có cái nhóm này, nó cũng không có tăng cái nguy cơ kháng thuốc bao nhiêu, cho nên là nó nhập vô lại rồi nha, nhập vô lại rồi, tức là viêm phổi với liên quan chăm sóc y tế nhập vô luôn cái viêm phổi cộng đồng, bây giờ là không có tách riêng ra nữa. Lúc trước năm 2000 lẻ mấy thì nó chia làm ba, là viêm phổi cộng đồng, viêm phổi liên quan chăm sóc y tế và viêm phổi bệnh viện.
trong cái viêm phổi bệnh viện chia làm hai cái là viêm phổi bệnh viện và viêm phổi liên quan thở máy, hát với VAP đó ha. Nhưng mà bây giờ á thì nó bỏ, sau này thì nó mấy cái mới đây á, từ 2017 hay gì đó, 16 17 gì đó là nó thông báo là bây giờ bỏ. Chỉ có là viêm phổi cộng đồng là một, thứ hai là viêm phổi bệnh viện là HAP, và thứ ba là viêm phổi thở máy là VAP, ba cái thôi. Tiếp. Viêm phổi bệnh viện là viêm phổi mắc phải sau khi nhập viện sau 48 giờ. Viêm phổi bệnh viện thì người ta chia thành khởi phát sớm và khởi phát muộn với những phổ vi khuẩn khác nhau. Thì thời điểm viêm phổi khởi phát muộn là sau 5 ngày. Nguy cơ viêm phổi nói chung là tuổi cao, có bệnh mãn tính đi kèm với COPD hay là bệnh tim mạch, nhiễm virus hô hấp thì có khả năng bị nhiễm vi khuẩn, nhiễm viêm phổi vi khuẩn cao hơn, giảm các cơ chế bảo vệ đường thở, ví dụ như là giống như bệnh nhân hôn mê không có thể ho khạc được, hay là nhiễm virus hô hấp thì giảm khả năng các lông chuyển ở đường thở, vân vân, ví dụ vậy. Hút thuốc lá hoặc điều kiện môi trường sống mà nó dơ bẩn thì cũng dễ bị viêm phổi hơn. Phần thứ hai là triệu chứng lâm sàng. Triệu chứng lâm sàng của viêm phổi thì rất đa dạng và thay đổi tùy thuộc nhiều yếu tố. Thường gặp là có triệu chứng nhiễm trùng hô hấp dưới, là ho, khó thở và đau ngực kiểu màng phổi. Nhưng mà những triệu chứng này cũng thay đổi như từng bệnh nhân, ví dụ như có bệnh nhân ho, có đàm hoặc không có đàm, có bệnh nhân khó thở, đau ngực kiểu màng phổi hay là không. Triệu chứng toàn thân thì sốt, lạnh run, vã mồ hôi, đau nhức người. Sốt thì cũng có bệnh nhân sốt cao, bệnh nhân không sốt. Những bệnh nhân như tiểu đường, suy giảm miễn dịch thì sốt không rõ ràng. Và không có các bệnh lý nào khác giải thích các triệu chứng trên. Một trường hợp viêm phổi điển hình thì thường do tác nhân là phế cầu hay là HI hay là Klebsiella, xảy ra đột ngột, sốt cao, lạnh run, mạch nhanh. Bệnh nhân thường khó thở và mồ hôi hoặc hay là có thể tím tái, lúc đầu ho khan, sau đó có thể khạc đờm, và tùy tác nhân thì có thể có màu đờm khác nhau, kèm đau ngực kiểu màng phổi. Người già, người nghiện rượu có thể lú lẫn, triệu chứng thường không rầm rộ. Trong những giờ đầu thì có thể chỉ thấy nghe rì rào phế năng giảm bên tổn thương, có thể nghe tiếng cọ màng phổi hoặc là ran nổ cuối thì thở vào. Sau đó thì có hội chứng đông đặc ở bên tổn thương. Trường hợp viêm phổi không điển hình thì xuất hiện từ từ, thường kết hợp với các triệu chứng thần kinh hoặc tiêu hóa và các triệu chứng toàn thân, không thể khám thấy các triệu chứng thực thể rõ ràng. Tác nhân gây bệnh không điển hình thường gặp như là Mycoplasma, Chlamydia. Trường hợp Legionella có thể gây bệnh nặng. Xí chỗ này, vi khuẩn không điển hình. Cái này nó gọi là vi khuẩn không điển hình. Mà vi khuẩn không điển hình á, tại sao gọi nó là không điển hình các bạn có biết không? Mấy con này là Mycoplasma, Chlamydia với Legionella. Dạ chắc nó gây viêm phổi với triệu chứng không điển hình đó con. Không. Đôi khi mấy con kia nó cũng không điển hình và nó cũng gây, đâu phải lúc nào nó cũng giống nhau đâu. Mấy cái triệu chứng lâm sàng á, đâu phải lúc nào cái con HI hay là cái con phế cầu nó cũng gây cái triệu chứng điển hình đâu nè. Đâu có thể dựa vô cái lâm sàng để mà nói được. Các bạn biết tại sao không? Ai biết? Tại vì cái vi khuẩn không điển hình nó không có cái vách. Nó khác với vi khuẩn điển hình. Thì không có vách thì sao? Cái việc nuôi cấy nó sẽ khác với lại cái việc nuôi cấy của vi khuẩn điển hình không? Các bạn biết vi khuẩn với virus khác nhau chỗ nào không?
Các bạn biết tại sao mà người ta rất là sợ virus không? Dạ, vi khuẩn có cấu trúc tế bào, còn virus thì không có cấu trúc tế bào. Cấu trúc tế bào là sao? Là có đầy đủ nhân rồi mạng sinh chất chất tế bào cô, còn virus thì hoặc là chỉ có acid nucleic hoặc là chỉ có protein thôi. Nhưng mà cái con virus á là nó chung vô trong tế bào của mình nha. Còn con vi khuẩn á là nó ở ngoài cái tế bào. Cho nên các bạn thấy các cái thuốc á, thuốc kháng sinh nó đâu có được diệt được virus, tại vì nó đâu có chung vô trong cái tế bào được đâu. Hiểu không? Yeah. Đó. Còn cái vi khuẩn không điển hình này á, là nó nằm giữa nè, tức là nó cũng có cái cấu trúc giống như cái con vi khuẩn ha, như bạn vừa nói đó, nhưng nó lại vô trong tế bào, nó gọi là, hay người ta còn gọi là vi khuẩn nội bào nha. Cái nhóm mà vi khuẩn không điển hình này nè là vi khuẩn nội bào ha. Còn các cái vi khuẩn khác á, thì nó gọi là vi khuẩn ngoại bào, tức là nó ở ngoài tế bào của mình nha. Vì vậy nó bị cái vi khuẩn nội bào này á, mình không có soi được nha. Các bạn soi không thấy, soi cái kỹ thuật soi đàm đó không thấy nó, cấy cũng rất là khó khăn, tức là cấy trên cái môi trường thông thường không được, nó phải có những cái môi trường đặc biệt mới cấy ra nó nha. Và một trong những cái lý một cái yếu tố nữa thì các bạn vừa nói đó, là nó cũng gây ra những cái biểu hiện viêm phổi không điển hình hơn là so với cái thằng kia, nhưng mà nó cũng không có chắc chắn nha. Cho nên lưu ý là cái vi khuẩn không điển hình là ý nghĩa nó là vậy nha. Thì các lát các bạn sẽ thấy rằng là cái việc soi cấy mấy cái thằng này không có, người ta phải đi tìm kháng nguyên hay là người ta đi tìm những cái môi trường đặc biệt ha, PCR mới thấy ra mấy thằng này nha. Rồi tiếp đi. Dạ, tiếp theo đến phần chẩn đoán viêm phổi thì phải kết hợp triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng. Lâm sàng thì là các triệu chứng mình đã nói ở phần trước đó. Cận lâm sàng mình có thể dựa vào công thức máu, hình ảnh học, xét nghiệm vi sinh và một số xét nghiệm khác. Ở trên lâm sàng thì mình thường gặp một người bệnh đến với triệu chứng đột ngột sốt, ho, khó thở. Kết hợp với cận lâm sàng của nó, mình sẽ làm công thức máu với hình ảnh học, X quang có tổn thương mới. Trên xuất hiện trên X quang thì mình chẩn đoán viêm phổi. Công thức máu là bạch cầu có thể tăng hoặc thể giảm. Tiểu cầu giảm thì gợi ý mức độ nặng. Eosinophil tăng trong trường hợp nhiễm ký sinh trùng. Về hình ảnh học thì X quang là xét nghiệm chẩn đoán căn bản và đầu tiên có thể chứng minh có viêm phổi, xác định các bệnh phối hợp và đánh giá độ nặng và tiên lượng bệnh, nhưng mà không thể đánh giá nguyên nhân gây bệnh bằng X quang. Thường thì tổn thương X quang phổi thường thay đổi chậm hơn so với lâm sàng. Một trường hợp viêm phổi do phế cầu, có thể thấy tổn thương phế nang và tràn dịch màng phổi ở thùy dưới phổi trái. Đây là một trường hợp viêm phổi do Klebsiella đông đặc thùy dưới phổi phải, và có thể thấy hình tổn thương đông đặc thùy dưới phổi phải. Thùy dưới đâu ra? Thùy giữa. Thùy giữa đâu ra? Các bạn còn nhớ thùy giữa nằm đâu không? Thùy giữa là nằm cạnh cái bờ tim nè, nằm dưới này nè. Còn nhớ không? Bữa học X quang ngực nhớ chưa? Dạ. Còn này đâu phải đâu. Cái này là phân thùy gì đó của thùy trên đó. Dạ. Nếu mà nó xóa mờ bóng tim thì nó nằm phía trước. Nó không xóa mờ bóng tim thì nó nằm phía sau. Nhớ không? Dạ. Cái này xóa mờ bóng tim nè, chắc nằm phía trước á. Nha, cái này là phân thùy, một cái phân thùy của, cô không nhớ rõ nữa, nhưng mà một cái phân thùy của thùy trên nha. Thùy trên nó chia ra làm mấy phân thùy đó nha, segment đó các bạn nha. Rồi okay. Tiếp cái này lúc em đọc người ta nếu nói là có tăng áp lực ở trong cái đó là sao cô? Là mình coi như sao cô? Viêm phổi Klebsiella cô. Tăng áp lực là gì? Không biết, nó tăng áp lực trong cái tiểu thùy á cô. Chắc thấy nó căng lên cái gì đó, nó phồng ra đó. Dạ.
này cũng giống giống cái tràn dịch luôn á nha, nhưng mà tại vì nó không có mập mập trở lại đó, cái này cũng giống tràn dịch nữa, tại vì thấy nó cũng không nó cũng có vẻ đồng nhất hết các bạn nha, tràn dịch khu trú hay gì đó chứ còn nè, nó phồng lên rõ ràng nè, thấy không, cái bờ dưới nè nó phồng lên nè đó, chứ không hẳn gì nữa là cái viêm phổi không, nó không hẳn gì nữa là cái tổn thương phế nang không nha. Đó. Thì nó nói áp lực chắc là cô nghĩ á nha, là trong cái segment này nó có tràn dịch luôn á. Đây là một trường hợp viêm phổi do HI, có thể thấy tổn thương phế nang rải rác hai bên phía trường. Đây là một trường hợp viêm phổi do mycoplasma, giống tổn thương mô kẽ không? Là một ca viêm phổi hoại tử và tạo hang do tụ cầu. Thế rải rác rất là cái nhiều cái hang ở bên hai phổi luôn. CT scan thì có khoảng 1 phần 3 tổn thương trên phim X quang lại không có tổn thương trên CT scan, và 1 phần 3 có tổn thương trên X quang lại không có tổn thương trên CT scan. CT scan thì thường sử dụng trong trường hợp mà lâm sàng gợi ý viêm phổi nhưng mà lại không phù hợp với tổn thương trên X quang, và có thể sử dụng CT để đánh giá các biến chứng và các tổn thương nặng. Đây giống tổn thương kính mờ hồi nãy cô mới mới dạy bên bài CT xong. Này là vừa đông đặc vừa kính mờ nè. Dạ, đông đặc À. kính mờ là hai phổi luôn. Đâu có. Bên 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 phải không thấy kính mờ rõ nha, Dạ. xung quanh nè. Cái này là vừa đông đặc mà bên cạnh đông đặc có kính mờ nè, thấy không? Đó. Cái vùng tổn thương này nè, đó. Và có cái hình khí phế ảnh luôn nè. Thấy Dạ. không? Đây. Đó có cái hình đen đen, có cái hình đó. À, đúng rồi đó. Đây là một hình ảnh diễn tiến của bệnh nhân nhiễm COVID-19, diễn tiến viêm phổi. Đầu tiên là mình xuất hiện kính mờ ở đây. Sau đó kính mờ lan ra khắp hai phổi luôn, sau đó bắt đầu có hình ảnh đông đặc và ở hai phổi. Cái này chưa có biểu hiện lát đá nữa. Crazy paving. Các xét nghiệm vi sinh thì cấy đàm và kháng sinh đồ nên làm thường quy khi bệnh nhân nhập viện viêm phổi từ mức độ trung bình đến mức độ nặng hoặc có nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc. Soi đàm và kết quả nhanh cũng nên được khuyến khích trước khi phải trị kháng sinh. Cấy máu được chỉ định trong trường hợp nhiễm viêm phổi cộng đồng nặng hoặc trung bình có các yếu tố nguy cơ giống bên dưới này. Các xét nghiệm khác CRP thường tăng trên 40 có thể dùng để theo dõi đánh giá đáp ứng điều trị hoặc là diễn tiến bệnh. Rồi calcitonin là xét nghiệm có độ nhạy và độ hiệu cao lớn hơn 0,5 nanogram trên ml thì thường có đặc hiệu cho vi khuẩn. Còn nhỏ hơn 0,1 nanogram trên ml thì thường không nghĩ tới vi khuẩn. Em lộn chứ, vi trùng, vi khuẩn. Chúng ta cũng nên làm một số xét nghiệm khác như là chức năng gan, thận, đường điện giải đồ để có thể sử dụng kháng sinh và đánh giá các biến chứng. À, chưa 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 khoan, chẩn đoán mức độ bây giờ, chẩn đoán viêm phổi nãy giờ cũng chưa biết làm sao để chẩn đoán viêm phổi. Bạn hay các bạn hay soạn là trình ra một đống luôn, nhưng mà bây giờ cái mình học là mình phải biết cái nào là quyết định trong số tất cả những cái mà phương tiện mình đưa ra chẩn đoán, đúng không? Thì mình phải biết yếu tố nào là quyết định, có cái đó là chắc chắn, những cái yếu tố khác nó chỉ phụ trợ thêm, ví dụ vậy ha. Cái đó là các bạn mới học lâm sàng đó, còn các bạn cứ học lý thuyết, các bạn cứ đưa ra một đống tất cả các cái phương pháp chẩn, các cái phương tiện để chẩn đoán này nọ kia, thì các bạn phải lấy cái gì, học được cái gì cho mình để mình mang cái kiến thức đó mình đi thực hành hàng ngày,
Các bạn hiểu không? Đó. Đó mới được gọi là học lâm sàng. Bây giờ giữa một đống những cái các bạn đưa ra này, cái nào là quan trọng? Cái nào có cái đó là chắc chắn, không có là không được. Dạ. À, quan trọng chẩn đoán viêm phổi là triệu chứng lâm sàng kết hợp với tổn thương mới trên phim X quang. Ờ à, đúng rồi, rồi nãy giờ không nói nha. Các bạn phải đưa ra. Bây giờ để cô show cái này ra cho các bạn coi nha. Nó phải có cái tiêu chuẩn nha. Đây, chẩn đoán viêm phổi ha. Hôm trước mình học cái bên cái lao phổi, tức là viêm phổi do vi trùng lao, thì các bạn còn nhớ gì? Nó khác hẳn với cái chẩn đoán viêm phổi này, bởi vì cái chìa khóa chẩn đoán là phải tìm cho ra con vi trùng lao nha. Cộng với biểu hiện trên X quang phổi ha, tức là cộng với hình ảnh học. Còn cái thằng lâm sàng thì bỏ đi nha, không quan trọng, có hay không có không quan trọng. Còn bây giờ ngược lại á, cái này á là triệu chứng ha, tức là khám nè các bạn ha. Triệu chứng hô hấp, nhưng mà các bạn phải khám, phải thấy nha. Tức là cái này có là nó rất là à, đây, dấu hiệu khu trú tại chỗ mới xuất hiện thì nếu có là nó ủng hộ chẩn đoán nha. Và cái quan trọng là phải hình ảnh viêm phổi, tức là phải có hình ảnh học lâm sàng cộng với hình ảnh học nha. Còn cái thằng vi trùng thì không quan trọng nha, quan trọng ở đây ha. Cái này là tiêu chuẩn của CDC nha các bạn, CDC nha. Đối với tất cả bệnh nhân thì những cái lâm sàng cái nào quan trọng đó, ít nhất một trong các yếu tố sốt, có giảm bạch cầu ở này là cận lâm sàng rồi ha, và thay đổi tri giác nha, thì là một trong ba cái này, và có ít nhất hai trong các điểm sau nha. Ho đàm, thay đổi tính chất đàm, ho mới xuất hiện hoặc khó thở, rành phổi hay âm phế quản, hoặc là trao đổi khí xấu hơn, tăng nhu cầu oxy nha. Tức là một trong cái lâm sàng và hai à, một cái trên à, ba cái trên và hai trong ba bốn cái dưới, thì cái này là tiêu chuẩn của CDC 2013 ha. À, và trong đó thì các bạn thấy cái X quang là cực kỳ quan trọng. Các bạn không bao giờ chẩn đoán viêm phổi mà phim X quang hay là phim này nọ bình thường nha. Ví dụ phim X quang mà lần đầu bình thường mà mình chẩn đoán viêm phổi thì mình cũng phải, có khi là nó giai đoạn sớm mình chưa thấy gì cả, nhưng mà sau đó mình cũng phải chụp cho được cái X quang mà nó có thấy tổn thương, hoặc là ít nhất CT. Chứ bạn, cô thấy có nhiều bạn là chẩn đoán người ta viêm phổi, chụp hình phổi bình thường xong cái cho về. À, cho to về chẩn đoán viêm phổi ghê quá. Cái mấy cái đó là gì? Cô nghĩ là viêm phế quản thôi. Còn viêm phổi thì các bạn phải có bằng chứng trên hình ảnh học của cái tổn thương phế nang ha, phải có cái tổn thương phế nang. À, và đây là cái tiêu chuẩn của CDC về hình ảnh học nha. Bệnh mân mà bệnh nhân không có bệnh tim mạch hay là bệnh phổi có sẵn thì cần một phim thôi nha, cần một phim thôi, có đông đặc, có hình ảnh hang, có thâm nhiễm mới tiến triển, hoặc là nếu mà bệnh nhân có bệnh phổi hay tim mạch thì phải cần ít nhất hai phim nha, có để thấy nó gọi là nó mới đó các bạn nha. Và người ta chia ra ha bốn kiểu viêm phổi nha. Thứ nhất là viêm phổi thùy. Phổi thùy các bạn biết rồi nha, nó có cái hình ảnh theo
theo thùy, phân thùy nha. Và nó thường gặp là có thể là phù nề tiết dịch này, giống như cái phim nãy bác nó đưa đó nha. Có thể tiết dịch trong phế nang mà cũng có thể tiết dịch tràn dịch trong đó ha, tạo thành cái tổn thương đông đặc và thường gặp là do viêm phổi do pneumonia hoặc là Klebsiella. Còn cái dạng thứ nhì nó gọi là viêm phế quản phổi, tức là ngoài phế nang ra nó viêm tới luôn cái tiểu phế quản tận ha, nha. Thành ra là nó tạo thành những cái tổn thương đa ổ lấm đốm đốm nha, trung tâm tiểu thùy, quanh tiểu thùy luôn, và nó gặp trong cái Staphylococcus aureus hoặc là HI nha, hoặc là mấy cái không điển hình nè các bạn, là nó hay gặp những cái lấm đốm gọi là viêm phổi đốm nha. Rồi cái dạng nó cũng có thể viêm phổi, nó cũng có thể kiểu mô kẻ ha, mà nó hay gặp trong những cái con Mycoplasma, cái con mà pneumocystis carini, hồi xưa tên carini bây giờ đổi tên là giroveci ha, hoặc là các cái dạng virus nha. Ở đây phải thêm gì nữa, covid-19 ha, đó, cái con SARS-CoV-2 nha. Rồi viêm phổi dạng nốt ha, đó là cái bốn cái kiểu mà người ta chia ra ha. Rồi phần mà hai cái hay gặp nhất là gì, hai cái viêm phổi thùy với lại viêm phế quản phổi ha. Viêm thùy á, phổi thùy á thì thường là do nãy nói đó, pneumococcus ha, phế cầu hoặc là Klebsiella. Còn những cái viêm phế quản phổi á, tức là lấm đốm như nè, thì nó hay gọi do tụ cầu, HI, virus, mycoplasma hoặc là những cái con không điển hình. Đây là viêm phổi thùy trên phim X quang ngực ha. Phim X quang ngực các bạn thấy tổn thương không đồng nhất nha, không đồng nhất ha. Con này là phim phế quản phổi lấm đốm ha. Cũng không đồng nhất luôn ha. Nhưng mà nó không có phân bố theo theo thùy rõ ràng nha. Con này là viêm phổi kẽ ha, các bạn thấy lưới rõ ha, lưới. Còn đây là viêm phổi nốt ha, đa nốt. Cái này là do gì? Ho gà ha, ho gà, chicken pox. Còn đây là CT ha. Thì một số trường hợp là CT thấy mà nãy bác nó nói đó, nhưng mà CT thì nó nhạy hơn cái X-quang một chút. Nhưng mà cũng có trường hợp là X-quang thấy mà CT không rõ, nhưng mà đều luôn luôn là CT nó nhạy hơn. Và các bạn chụp CT thì các bạn thấy hình ảnh gì nãy vừa học xong, đó là đông đặc, và đây là vừa đông đặc vừa kính mờ đó ha. Đây là những cái kính mờ nè, và cái trắng trắng mà trắng sát sát luôn á là đông đặc nè, đây cũng là đông đặc nè. Đây là viêm phế quản phổi ha, các bạn thấy nó đốm đốm nha, đốm đốm, đốm đốm. Đốm đốm đó mà mình nhìn kỹ á, là nó có thể theo những cái tiểu thùy thứ cấp á các bạn. Cái tiểu thùy thứ cấp, nhưng mình không có, nó không có vậy dày cái vách giang thùy lên, cho nên mình không có thấy rõ từng cái tiểu thùy thứ cấp nha. Này là mô kẻ ha, mô kẻ dày các cái lưới là vách giang tiểu thùy. Này dày các cái vách giang tiểu thùy nè, đó. Và một cái quan trọng ở trong cái mà nó rất là mới đó các bạn, đây là siêu âm phổi, các bạn biết này không? Nha, rất là mới luôn. Chứ khoảng 3 năm nay ha. Là người ta bắt đầu thấy cái, hồi đó giờ người ta nói là gì? Siêu âm là kẻ thù của, phổi là kẻ thù của siêu âm, đúng không? Nhưng mà gần đây á, thì người ta lại thấy rằng là siêu âm nó rất hữu hiệu trong trong chẩn đoán viêm phổi nha các bạn. Đặc biệt là siêu âm tại giường đó.
hiện nay là nó áp dụng trong những cái trường hợp mà ICU á, và nó nhạy hơn cái phim X quang ngực nữa nha. Độ nhạy tới 80-90%, độ đặc hiệu 70-90% ha, tốt hơn nhiều so với phim X quang ngực nha. Và các bạn thấy là đôi khi cái nằm trong ICU á, thì mình không biết, mình không có thể nào dùng cái CT á, thì không được, tại vì đẩy bệnh nhân đi chụp CT không được, nằm ICU mà. Chụp X quang thì không rõ ràng, thì dùng cái siêu âm này rất là tốt nha các bạn. Chẩn đoán được cái viêm phổi và cái độ nhạy, độ đặc hiệu rất là cao. Tuy nhiên là phải phải có kinh nghiệm làm chút nha, tức là phải đi học và phải biết cách để chẩn đoán ha, để đọc á. Cô thì không có giỏi về siêu âm nhưng cô không biết, nhưng mà cô đọc thấy ha, cô đọc thấy và cũng hỏi nhiều nơi á, thì một số ICU đó là nó đã có trang bị cái máy siêu âm tại giường ha. Đây là những cái hình ảnh mà nó cho thấy là viêm phổi ha, hình ảnh như thế nào. Thì cô không có giải thích được cho các bạn bởi vì cô không có biết gì về siêu âm nha. Nhưng mà cô đọc thì cô thấy mấy cái hình ảnh này rồi cô đưa lên cho các bạn. Nếu bạn nào mà có từng biết siêu âm á thì đọc rồi về coi thêm ha các bạn. Những cái hình ảnh này nó mô tả là như thế nào là viêm phổi, như thế nào là có hình ảnh của echocardiogram nha. Rồi. Cái này là trong tương lai là nó dùng AI hả để nó chẩn đoán viêm phổi nha các bạn. Nha, nó dùng cái trí tuệ nhân tạo á, nó có nhìn rất là rõ ha, nhưng mà về sau đi. Rồi đó là xong về cái chẩn đoán rồi các bạn, chẩn đoán. Rồi giờ tới tắt nói tiếp, các bạn có hỏi gì không nè? Ông cô cho em hỏi là cái từ thâm nhiễm nó có giá trị không cô? Từ thâm nhiễm thì bây giờ nó chỉ dùng ở trên X quang thôi. Chứ còn ở trên CT thì bắt buộc phải dùng chữ từ đông đặc hoặc là cái từ kính mở. Rồi bắt nói đi. Tiếp theo đến phần chẩn đoán mức độ. Em không có chẩn đoán phân biệt hả? Không. Rồi em không có chẩn đoán tác nhân gây bệnh hả? Tác nhân ở phía sau mức độ của. Rồi bắt đầu đi. Dạ. Nó mức độ thì mình có nhiều thang điểm khác nhau và thường sử dụng nhất là cúp 65 PSI hoặc là Smart Cop. Mấy cái thang điểm này thì nó có trên mạng với lại có app hết, mình tải về mình có thể áp dụng liền. Lượng giá viêm phổi là vừa quyết định là nơi điều trị và vừa quyết định điều trị kháng sinh ban đầu như thế nào và các điều trị khác nữa. Mấy cái này có app hay em hay sao? Dạ có mấy cái app đó cô. App của cái gì? App của có mấy cái app mà calculate chung của y khoa á cô. Nó có mấy cái thang điểm chung nó luôn đó cô. Search hết đủ hết bên tất cả các chuyên khoa luôn đó cô. Không, nhưng mà app hay là mình đánh vô nó ra luôn hay sao? Nó có cái nó chỉ ra số điểm, còn có cái nó ra cái kết quả luôn đó cô. Là của gì PSI luôn hả? Dạ không, em hay xài mấy cái app mà chung của y khoa luôn á, là nó có nhiều thang điểm trong đó cô. Là bên tim mạch cũng có, bên hô hấp cũng có. Không, bây giờ đang nói viêm phổi nè, bây giờ thay vì mình ngồi mình là đánh cái PSI á. Dạ. Thì phức tạp, bây giờ mình có cái app, mình chỉ nhập số vô, nhập thông số của mình vô. Dạ. Thì nó có ra không hay sao? Đây là PSI ví dụ vậy. Em cũng chưa thử nữa. Thì chứ em nhập, em xài cái gì? Nãy em mới nói app là em xài cái gì? Để em
chung là nó có cái mấy cái app mà tính mấy thang điểm đó cô. Tự nhiên giờ nó bắt cập nhật. À, nhưng mà tính thang điểm nào đó, ý cô hỏi vậy ạ? Dạ. Tìm nó cũng có à cô? Hoặc là mình các bạn khác có biết không? Các bạn khác có biết cái app, mấy cái app này không? Tại cô thì cô chưa biết. Nhưng mà không biết là mấy bạn khác có biết mấy cái app này không? Và mình xài có tiện hay không á? Mình có dùng đến thực hành lâm sàng được hay không? Nhiều khi cô làm lâu rồi cô nhớ nhanh hơn tiếng app của cô. Không thì cái cốp 65 là mình lẹ rồi. Không. Nhưng mà mấy cái VSI này là không làm nhanh nổi. Ví dụ vậy. Đúng rồi. Mình có cái trang mà hồi sức cấp cứu.vn đó cô. Nó có cái mình có thể tra trên đó được không? Không hay cấp 65 là phải tra em. Không phải tra. Nha, tra dạ, mình nhập không có nói. Ý là mình nhập vô luôn á. Mình nhập dạ, giống như bữa cô có dạy tụi em cái vụ mà tính toán cái nguy cơ ác tính của khối u đó, là cái app đó là nhập vô cái nó enter một cái nó ra cái số liền cho mình đó. Ý cô hỏi dạ, vậy đó. Nhập vô luôn á cô. Nhập luôn luôn đúng không? Rồi ok. Rồi nếu vậy thì show lên cho các bạn cùng học cùng chia sẻ đó nha. Nha, mai đi nha. Mai đi nha bác. Mai em về em tìm mấy cái app đó rồi ngày em show lên cho các bạn để sao để mình cùng học, mình được cùng thực hành lâm sàng á. À mình có cái nào nhanh gọn lẹ. Thực hành lâm sàng mà mình phải nhớ nhanh gọn lẹ để xử trí ha. Giờ tiếp. Chuẩn đoán tác nhân thì mình chuẩn đoán tác nhân có mình chuẩn đoán xác định và chuẩn đoán gợi ý bằng kinh nghiệm. Chuẩn đoán xác định thì mình dựa vào một số các tiêu chuẩn sau đây là cấy máu dương tính ra cái tác nhân đó. Hai là cấy dịch mũ của phổi màng phổi trong khúc xuyên thành ngực mà dương tính với vi khuẩn đó. Ba là hiện diện Nocitis cardeni hoặc là Mycoplasma tuberculosis trong đàm hay là dịch rửa phế quản, phế nang lấy qua nội soi phế quản. Thứ tư là phân lập được Legionella pneumophila. Thứ năm là hiệu giá kháng thể Mycoplasma pneumonia hoặc Chlamydia pneumonia. Nói chung là mấy con không điển hình đó con. Thứ sáu là tìm thấy kháng nguyên của phế cầu trong nước tiểu và máu. Chẩn đoán tác nhân dựa vào kinh nghiệm thì mình dựa vào căn cứ và nhiều yếu tố khác nhau, giống như là mức độ của viêm phổi, rồi phân loại viêm phổi và cơ địa bệnh nhân. Đây là một số cái gợi ý tác nhân mà dựa theo mức độ bệnh nhân ngoại trú thì thường nhiễm các vi khuẩn này, bệnh nhân nhập viện khoa thông thường thì thường nhiễm các tác nhân này. Đây là gợi ý một số tác nhân dựa theo lứa tuổi. Đây là một gợi ý tác nhân dựa theo một số cơ địa của bệnh nhân. Kể ra nhiều quá, bây giờ sao thực hành lâm sàng á, cho nó nhớ. À. Thực hành lâm sàng thì thực ra tác nhân mỗi nơi nó lại khác nhau. Đúng rồi, chứ còn đôi khi là mình không nhớ nổi mấy này đâu, sao dạ. Nhớ được. Thì em thường nhớ là thường CBD thường có Pseudomonas hoặc Klebsiella, còn mấy cái viêm phổi hít hoặc thì là kỵ khí, còn thường không thường mỗi phổi bệnh viện khác nhau nó cũng khó nữa. Nhưng mà nó cũng có cách á ha. Dạ. Nhưng mà giờ mà trở lại xong chưa? Xong chẩn đoán tác nhân chưa? Số cái khác nữa thôi cô. Cô cho em ý kiến về cái phần
xác định tác nhân nhanh ở ở nước mình nhé cô. Bây giờ đầu tiên á là cái chuyện tác nhân á, thứ nhất là có cần xác định tác nhân hay không, có phải là ca nào mình cũng phải đi tìm tác nhân hay không nha. Thật ra là gì, hồi nãy em có nói đó, là sao đối với bệnh nhẹ ngoại trú là không cần tác nhân, đúng không? Bệnh nhẹ ngoại trú, kể cả bệnh nhẹ nhập viện cũng cần luôn. À, chỉ đi tìm tác nhân ở những đối tượng nặng, trung bình và nặng thôi nha các bạn. À, chứ không phải thằng nào cũng đè ra sôi đàm cái đàm hết ha. Rồi. Và mặc dù là đi tìm nguyên nhân nhưng mà có tới 50% trường hợp mình đi tìm không có ra, đúng không? 50% trường hợp là đi tìm không có ra. Nhưng mà mình sẽ thuộc cái gì? Thuộc cái những cái tác nhân thường gây bệnh đó ha. À, tùy theo cái nếu mà bệnh nhân viêm phổi nhẹ nè, điều trị ngoại trú không cần xét nghiệm vi sinh, trừ khi có dịch đại dịch ha. Nếu mà bệnh nhân viêm phổi trung bình nặng á thì mình mới đi tìm tác nhân. Và đi tìm tác nhân thì gồm có cái gì? Cái máu, nhuộm ram và cái đàm, tìm kháng nguyên trong nước tiểu. Ở đây Việt Nam mình có làm không vậy? Cái này là cô lấy của Up to Date mà cô cũng không biết là Việt Nam mình có cái này chưa. Hình như chưa đúng không? Alo? Alo? Lúc nãy làm bài em cũng lấy của tiếng F nhưng mà em cũng không biết Việt Nam mình có hay không. Chưa có ai thấy đúng không? À, cô cũng chưa thấy luôn. Có anh chị không biết là có chỗ chưa? Nào thấy thì cô không biết, nhưng mà cái lúc cô soạn bài thì cũng có hỏi thì em chưa có biết, không có thấy chỗ nào có tìm được cái kháng nguyên này ở trong nước tiểu hết trơn á nha. Hoặc là làm cái PCR virus hay các bạn nha. Ngoài ra thì mình làm thêm những cái test khác nha. Nếu mà mình nghi ngờ những cái bệnh cảnh khác như HIV, COVID, lao, nấm, kỵ khí nha. Riêng cái con Legionella thì mình đã nói từ đầu á, là cấy thông thường là không có ra. Cho nên muốn cấy, muốn tìm Legionella thì phải cấy Legionella. Tức là ghi một cái xét nghiệm riêng rồi xuống phòng xét nghiệm họ làm trong cái môi trường riêng ha. Hoặc là giống như phế cầu là tìm kháng nguyên trong nước tiểu nha. Và cái MRSA này á thì nó là PCR phết mũi, nhưng mà cô cũng không thấy ở Việt Nam mình luôn ha. Cái này mấy này là lấy tài liệu Up to Date với lại của ATS rồi, không mà không thấy Việt Nam mình làm luôn ạ. Rồi. Và một số trường hợp là thất bại điều trị khởi đầu thì mình có thể là nội soi phế quản để lấy bệnh phẩm ha, đi tìm những cái vi trùng đó nha. Thì cái máu là chỉ làm trong những trường hợp mà mình nghi ngờ nó có sepsis đó các bạn, đúng không? Thì nó mới mình lấy cái máu. Tức là những trường hợp mà viêm phổi cộng đồng nặng nha. Hoặc là điều trị kháng sinh kinh nghiệm nghi ngờ có tụ cầu, nghi ngờ có pseudomonas hoặc là tiền sử dùng kháng sinh tĩnh mạch trong vòng 3 tháng ha. Nhớ là không có làm thường quy ha, không có làm thường quy nha. Còn cái nhuộm ram và cái đàm á, không chỉ định cho bệnh nhân ngoại trú ha. Không cần thực hiện thường quy ở tất cả các bệnh nhân mà chỉ định nè. Vừa nói xong ha. Rồi. Và lấy đàm thì dĩ nhiên cũng phải lấy đàm cho nó đạt yêu cầu. Cái này các bạn biết hết rồi, cô cũng khỏi nói nha. Nhưng mà nhớ á, là cái này là soi đàm. Nha, soi đàm. Ở chỗ các bạn nó có trả kết quả soi không? Alo?
sôi đàm khác mà cấy đàm khác. Ví dụ như bây giờ ở ở bệnh viện mình á, nghi ca này viêm phổi nặng, cái mình cho sôi cấy đàm thì họ trả lời kết quả làm sao các bạn? Alo. Dạ bên em thì không có trả kết quả sôi cô, chỉ có cả kết quả cấy thôi cô. Vậy đâu có được. Dạ. Em thấy bên em thì thường không có trả kết quả sôi mà thường là cấy, chỉ trả về kết quả của vi khuẩn với kháng sinh đồ. Bên Phạm Ngọc Thạch hồi xưa đó là nó trả lời cái kết quả sôi với cái kết quả cấy là chung trong một cái tờ. Ở phía trên đó là nó trả lời kết quả sôi, sôi thấy gì đó. Rồi ở dưới là cấy ha. Sau này á thì người ta ý kiến á, rồi bây giờ là bắt buộc là phải trả kết quả sôi liền. Bởi vì cái sôi này á nó có thể hướng dẫn điều trị. Ha. Ví dụ nó ra cái con cầu trùng khác mà hình que khác vân vân đó ha. Thành ra là dựa trên cái kết quả mà soi đàm thì mình có thể có thể cho cái kháng sinh hướng hướng theo cái đó, mặc dù mình chưa biết con gì nha. Soi thì thấy hình hình dạng dạng vậy thôi, chưa chưa biết chắc là cái con gì, nhưng mà cũng có thể phân biệt được là cầu trùng ram dương hay là tụ cầu hay là trực khuẩn ram âm vân vân. Đó, rồi. Và sau khi cấy đàm á, thì người ta sẽ còn phải so sánh cái kết quả cấy với cái kết quả nhuộm nữa. Hai cái kết quả này á, mà nó phù hợp với nhau á, thì cái giá trị nó mới nhiều. Chứ bây giờ á, sôi ra một đằng mà cấy ra một nẻo á, thì coi chừng á, chừng phải á, ha. Và người ta thấy rằng là đây nè, gọi là cấy đàm dương tính khi mẫu cấy nó có số lượng vi khuẩn nhiều và phải phù hợp với nhuộm ram nha. Còn nhuộm ram thấy khác mà cấy ra cái con khác thì coi chừng cấy ra cái con khác nữa nha, chưa chắc cái con đó là cái con gây bệnh. À mà các bạn biết là ở trong phổi mình á, bình thường á, ở người khỏe mạnh bình thường có vi khuẩn không? Alo. Này hôm bữa cô có nói là hồi xưa thì người ta nghĩ không mà bây giờ người ta mới phát hiện là có. À cô nói rồi đúng không? Đó. Tức là người ta dùng cái kỹ thuật giải trình tự gen ha. Và người ta phát hiện rằng là ồ ở trong cơ thể, ở trong phổi của mình đó, hồi đó giờ là mình nói phổi là vô trùng. Nhưng bây giờ phổi là có vi trùng. Nó gọi là hệ vi khuẩn thường trú á các bạn nha, nó giống như là hô hấp trên, giống như là ở ruột, giống như là ở sinh dục, giống như là ở da. Và người ta thấy rằng là cái thành phần vi khuẩn ở trong phổi đó thì nó tương tự như là thành phần vi khuẩn ở đường hô hấp trên ha. Và người ta nghĩ rằng là nó đi vô theo cái ngõ là micro aspiration ha. Tuy nhiên á là cái số lượng á thì nó ít hơn rất là nhiều so với cái số lượng vi khuẩn ở đường hô hấp trên nha. Và bây giờ người ta lại thấy có cái sự gọi là ở những cái bệnh lý hô hấp mãn tính, ví dụ như COPD á, thì lúc nào ta cũng cấy ra cái con Pseudomonas ngoài đợt cấp, nó vẫn cấy ra cái con này nha. Cho nên là có những cái trường hợp là mình cấy ra nhưng chưa chắc nó là vi khuẩn gây bệnh đâu nha. À, chỗ này ý là cô nhấn mạnh chỗ đó, chưa chắc mình cấy ra nó là vi khuẩn gây bệnh. Thành ra có nhiều khi mình cấy ra con Pseudomonas ha, nhưng mà điều trị rất quất ha, tại vì con Pseudomonas này thực sự nó là cái con Pseudomonas thường trú của cái người COPD đó ha, các bạn cũng gặp hoài đó nha. Còn cái gây bệnh, tác nhân gây bệnh lại là cái con khác nữa nha. Rồi. Và có một cái số cái con vi khuẩn á, thì cái sự hiện diện của cái chủng này đó thì, tức là nó khó lắm, mà hễ có nó thì chắc chắn là khó tìm lắm, mà hễ có nó thì chắc chắn nó là tác nhân gây bệnh. Chỉ cần tìm thấy nó thì nó là tác nhân gây bệnh nha. Rồi ngoài ra đó, đây nè, cũng có những cái trường hợp dương giả đây. Ngoài cái Pseudomonas còn có cái tụ cầu và trực khuẩn ram âm ha,
Tại vì hai mấy cái con vi khuẩn này nó rất là dễ dễ nhận biết ở trên đĩa cấy, và nó có thể liên quan đến cái vi khuẩn mà trong cái vi khuẩn thường trú nãy vừa nói đó ha. Cho nên nó rằng là rất là dễ dương giả, cho nên là nếu mà nó âm tính thì mới loại trừ chẩn đoán, còn nếu mà nó dương tính thì mình phải xem lại cái lâm sàng này nọ, hình ảnh học lâm sàng để mình kết hợp, chứ còn mình không có dựa đơn độc ở trên cái vi sinh không nha. Ngoài ra đó thì người ta nói rằng là cái phế cầu với cái HI á, là cái tỷ lệ gặp gây viêm phổi cộng đồng nhiều, nhưng mà thực tế lâm sàng các bạn thấy như sao? Khó lắm đúng không? Khó tìm lắm. Cô thấy ở bệnh viện cô hồi xưa lâu lắm mới được con phế cầu, lâu lắm mới được con HI, toàn cấy ra má con gì đâu dữ dằn không à. Thì một phần là do Phạm Ngọc Thạch nó là tuyến cuối thì nó bị nhiễm trùng tùm lum tà la, bệnh viện chuyển lên, bệnh viện khác chuyển lên. Một phần là sao? Một phần là nó khó mọc với các bạn. Cô cũng có hỏi thầy Hùng Vân ở bên chủ nhiệm hội vi sinh lâm sàng đó, chủ tịch hội vi sinh lâm sàng, ổng nói là tại vì bản thân cái con này nó khó mọc lắm nha, hai cái con đó khó mọc lắm, cho nên khó đôi khi mình tìm không có ra nó nha. Rồi, thành ra là đôi khi là âm giả nha. Thành ra các bạn lưu ý những cái âm giả dương giả ha. Còn cái kháng nguyên nước tiểu này mình chưa làm thì thôi. PCR thì hiện nay á thì ông thầy Hùng Vân là ông khuyến khích cái PCR này ha. Tuy nhiên cái PCR đó thì các bạn phải hiểu những cái giá trị của nó. Thứ nhất á là cái gì? Là có thể nó dương giả. Lý do là sao? Lý do là xác vi trùng nó cũng thấy luôn nha các bạn. Xác vi trùng nó cũng thấy nha. Nó dễ ngoại nhiễm cho nên nó có thể dương giả. Thứ hai nữa là sao? Là bản chất cái nguyên tắc của PCR này á, là mình phải biết cái con đó rồi thì mình đi tìm nó. Hai cái nó ngược nhau các bạn nha. Ví dụ cái á, là mình bỏ bệnh phẩm vô ở trong cái môi trường. Rồi cái con nào mọc lên mà nó mọc nó chiếm ưu thế, nó 10 mũ mấy trở lên đó thì nó đạt yêu cầu thì nói đó, đó là cấy ra cái con đó ha. Còn cái PCR đó thì mình phải đi tìm cái con nào để mình bỏ cái đầu dò vô. Ví dụ mình muốn tìm cái con Pseudomonas thì mình bỏ cái đầu dò tìm Pseudomonas. Mình tìm cái con Mycoplasma thì mình bỏ cái đầu dò tương ứng với cái con Mycoplasma để tìm ra. Như vậy á thì mình phải bỏ hết vô thì mình mới tìm, để mình đâu có biết con nào. Đó là cái nhược điểm của cái PCR nha. Thì bây giờ nó có những cái test kit nó gọi là multiplex, là nó bỏ hết vô. Những cái con thông dụng thì nếu mà mình làm thì mình mới làm cái multiplex này. Tại mình đâu biết con nào đưa dương tính con nào đâu. Hoặc là ít nhất là mình phải có cái định hướng là nó loại gì thì mình làm những cái đó liên quan ha, những cái vi khuẩn mình tìm đó liên quan thôi nha. Còn đối với viêm phổi do virus á thì khó, đúng không? Chỉ có làm được cái PCR thôi nha. Và nếu mà mình làm cái procalcitonin thì nó sẽ không có đặc hiệu với virus. Procalcitonin là nó chỉ tăng khi vi khuẩn mà thôi nha. Thì mình thấy là cái bệnh cảnh ồ ạt ha, cái bệnh cảnh viêm phổi nhưng mà procalcitonin máu thấp thì mình nghĩ tới do virus ha. Ngoài ra còn có những cái cấy không ra con gì hết và hình ảnh học nó cũng không điển hình thì có thể là do virus nha các bạn. Thì cái procalcitonin á nó không có chỉ định thường quy hay các bạn, ATS nó không có khuyên là chỉ định thường quy. Nhưng mà trong những cái trường hợp khó thì mình có thể những trường hợp nặng khó chẩn đoán thì mình có thể sử dụng để hỗ trợ chẩn đoán. Và thứ hai là nó dùng để theo dõi điều trị hay các bạn nha. Nhưng mà các bạn nhớ là cái procalcitonin đó nó cũng có cái thay đổi theo thời gian đó, nó có cái động học của nó. Cho nên là nếu mà mình thử trễ quá hay là mình thử sớm quá nó cũng chưa lên á ha, lưu ý.
Rồi mấy cái này thì hồi nãy bạn nói rồi nha. Cộp 65 với BSI ha. Cái này là tiêu chuẩn viêm phổi nặng của ATS ha, nó gồm có 7 cái tiêu chuẩn phụ. Ủa quên, 9 cái tiêu chuẩn phụ và 2 cái tiêu chuẩn chính. 2 tiêu chuẩn chính thì thở máy là khỏi nói rồi ha. Hoặc là sốc septic phải dùng vận mạch, khỏi nói rồi ha, này là nó nặng ai cũng biết. Nhưng mà ví dụ như có ít nhất 3 trong 9 cái tiêu chuẩn phụ này thì nó xếp vô là viêm phổi nặng ha các bạn nha. Thì thực ra trong 9 cái tiêu chuẩn phụ này á, là đã có hết 4 cái là nằm trong cái cúp 65 rồi đó nha, cúp 65. Như là cái gì? Như là lú lẫn nè, nhịp thở nhanh nè, rồi tụt huyết áp nè, hạ thân nhiệt gì đó, quên, ure nè đó nha. Thì cái này các bạn cũng phải thuộc ha. Rồi. Cái này cũng cũng rất là quan trọng nha. Rồi, rồi tới tiếp đi Bác ơi. À còn khoan khoan, còn còn cái tác nhân gây bệnh chẩn đoán. Hướng tới đúng không, lâm sàng, nãy cô có cái slide đâu rồi ta? Còn cái chẩn đoán phân biệt em quên lại mà cô. Chẩn đoán phân biệt. Nãy cô cái có cái slide chẩn đoán phân biệt. Thật ra thì chẩn đoán phân biệt thì cũng không phải đối với những cái bệnh nhiễm khuẩn hô hấp khác. Ví dụ như viêm phế quản, viêm hô hấp trên ha, viêm hô hấp trên thì hai cái này là mình, mấy cái này là các bạn sẽ thấy sao không có tổn thương. Cái viêm phế quản chứ cái viêm hô hấp trên đó thì cũng biểu hiện lâm sàng, nhưng mà cái gì, hình ảnh học là không có nha, hình ảnh học là không có, hình ảnh học bình thường nha. Cái COVID-19 này thì mình phải test thôi đúng không, và phân biệt với cái đợt cấp của các cái bệnh phổi mạn khác nha. Thì gần đây á, là người ta thấy mấy cái những cái bệnh phổi mãn tính này á, cái đợt cấp của nó đó, nó người ta phân biệt với lại cái nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính, tức là cái viêm phổi á. Hai cái này nó có vẻ rất là khác nhau à. Nhưng mà người ta chưa có chứng minh được là nó khác nhau như thế nào. Thì cô cũng đọc một số cái tài liệu của những cái tác giả đó, thì họ tìm cái người ta khảo sát cái hệ vi khuẩn thường trú ở những cái bệnh phổi mãn tính này á, thì họ thấy rằng là cái đợt cấp của những cái bệnh này nè là một cái sự phát triển của cái hệ vi trùng tại chỗ, nó khác với cái viêm phổi cộng đồng hay là viêm phổi bệnh viện, là cái nguyên nhân là do vi khuẩn nó xâm nhập từ bên ngoài vô à. Hai cái này nó khác nhau, nhưng mà hiện giờ người ta cũng chưa có những cái cận lâm sàng để người ta phân biệt rõ ràng, nhưng mà người ta nhận thấy vậy đó. Tại vì khảo sát trên cái hệ vi khuẩn thường trú mà dùng những cái kỹ thuật giải trình tự gen, người ta mới thấy, thì người ta thấy rằng là những cái đợt cấp này nè là không phải vi khuẩn từ bên ngoài vô, vi khuẩn này nó có sẵn ở trong cái hệ vi khuẩn thường trú của mấy cái bệnh phổi mãn tính, và vì một lý do gì đó nó phát triển ưu thế hơn so với những cái chủng còn lại, và nó gây ra những cái đợt cấp đó các bạn. Nhưng mà chẩn đoán phân biệt thì hiện giờ người ta chưa có biết nha. Thì phải hỏi những cái người bệnh này nó có những cái bệnh lý nền hay không, và hôm trước cô cũng có chỉ các bạn rồi đó ha, phân biệt cái gì, đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với viêm phổi cộng đồng trên bệnh nhân COPD, thì mình dựa vào gì, hình ảnh học ha. Cái đợt cấp với bệnh giãn phế quản, đợt cấp hen cũng vậy ha. Và các cái bệnh không nhiễm khuẩn khác ha, thì cái này nó phải có cái bằng chứng của suy tim, mình thử NT-proBNP, mình thử Dedimer, mình chụp CT rồi đó, vân vân.
Thì mỗi cái bệnh cảnh nó có những cái cách chẩn đoán phân biệt khác nhau. Còn dựa trên lâm sàng mà để định hướng tác nhân gây bệnh đó, thì cái tác nhân điển hình thì mình sẽ thấy có cái sốt cao đột ngột, lạnh run, ớn lạnh, ho đầm mủ ha. Trong cái tác nhân điển hình đó thì có phế cầu, có HI, có viêm phổi hít, có cái này là trên lâm sàng thôi nha các bạn. Còn ví dụ như cái con staphylo á, thường thường thì mình thấy thấy gì nữa ngoài cái đợt nhiễm trùng, rồi có nhiễm trùng da, rồi gì nữa, có tổn thương dạng hang ha, nhiều cái đa ổ đó, hang mà đa ổ nha. Cái này thì cũng lý thuyết thôi các bạn ơi, lý thuyết thôi. Rồi bây giờ qua tới điều trị đi. Bắt tiếp theo chúng ta sẽ tới với phần điều trị. Đây là lưu đồ để tiếp nhận bệnh nhân của ATS, giống như nãy cô vừa nói, nhưng mà nó làm thành cái lưu đồ cho nó dễ. Đây là hai tiêu chuẩn chính của ATS, nếu mà có một trong hai tiêu chuẩn này thì mình sẽ nhập ICU luôn. Còn tiếp qua bên đây thì mình sẽ phân tích mấy cái tiêu chuẩn phụ hoặc là đánh giá thang điểm PSI, mọi người có thể tham khảo. Đây này, có 3 hoặc lớn hơn 3 trong 9 tiêu chuẩn phụ sẽ nhập ICU. Thường các bạn có áp dụng không vậy? Không. Khi nào thì cho nhập ICU đó, có áp dụng cái này không? Có không? ICU thì hay áp dụng, còn cái không ICU thì cho khoa nội luôn chứ đâu có gì đâu. Không, tức là phải có đủ 3 tiêu chuẩn cho nhập ICU hay sao, hay là muốn vô hay thấy nặng cái đẩy vô đại vậy hay sao? Thường là dưới cấp cứu người ta đẩy xuống luôn đó cô. Còn lên đến khoa rồi thì lúc đó không ấy. Thì đó, cô thấy ICU ở bên ATS đưa ra, nhưng mà cô thấy bệnh viện cô là nặng, nó đẩy xuống đại, nó chả coi cái gì ATS ráo á. Từ hai cái nặng nhất thì ông nói rồi, sốc nhiễm trùng với siêu hấp á ha. Thì ông nói rồi. Rồi tiếp. Cái này cô nãy cô vừa mới nói xong. Tiếp thì mình sẽ đến điều trị viêm phổi, thì tất nhiên mình cũng phải điều trị mấy cái như là đảm bảo đường thở hoặc là liệu pháp oxy này kia, bù hòa nước, điện giải, và này em chủ yếu tập trung vô phần sử dụng kháng sinh. Đầu tiên là bệnh nhân ngoại trú mà không có yếu tố nguy cơ bị nhiễm vi trùng kháng thuốc hoặc là Prosomonas thì mình xài amox hoặc là doxycycline hoặc là macrolide. Còn nếu mà có các yếu tố nguy cơ thì mình sẽ kết hợp các kháng sinh như giống như vậy. Liều thì ở dưới đây người ta có khuyến cáo, cái này của ATS. Đây cũng có dịch ra xíu. Đối với bệnh nhân nội trú thì không nặng, tức là trung bình, thì nếu mà không có yếu tố nguy cơ gì thì người ta xài beta lactam cộng macrolide hoặc là quinolone hấp. Còn nếu mà có yếu tố nhiễm các tác nhân trên đây thì người ta sẽ bổ sung những cái kháng sinh mà có phủ các vi khuẩn trên đây. Thế đây người ta có hướng dẫn, ví dụ như là bổ sung phổ kháng Pseudomonas thì dưới đây người ta có các loại như là piperacillin tazobactam hoặc là cefepime, cetazidin, imipenem vân vân. Còn phủ cả MRSA thì có vancomycin hoặc là linezolid. Thời gian sử dụng kháng sinh thì còn tùy tình trạng bệnh nhân,
nếu bệnh nhân trung mức độ trung bình có bệnh phối hợp thì 7 ngày, còn bệnh nhân khỏe không bất thường có đốt phổi thì 3 đến 5 ngày. Mình sẽ điều trị khoảng 48 đến 72 giờ, sau đó mình sẽ điều chỉnh kháng sinh dựa theo đáp ứng lâm sàng và kháng sinh đồ. Cái chỗ này người ta nói điều lúc mà xuống thang đó cô, thì một là giảm độ rộng của kháng sinh, hai là giảm liều kháng sinh. Cái này em không có kinh nghiệm lắm. Gì có vụ giảm liều nữa, Dạ. đâu có vụ giảm liều kháng sinh đâu, vụ này không nghe nha, Dạ. em nhầm rồi đó, không bao giờ có vụ giảm liều. Xuống thang người ta xin xuống giảm độ kháng sinh hả cô hay sao? Đúng rồi, hoặc là đổi xuống thang là chuyển từ IV qua uống, đường tiêm qua đường uống, hoặc là giảm độ rộng đó, tức là cắt bớt những cái kháng sinh phổ rộng, chứ đâu ai giảm liều bao giờ, Dạ. giảm liều nó kháng thuốc chết. Tiếp Nên một số điều trị khác mình cũng phải áp dụng. Slide của em là hết rồi cô. ơi, điều trị gì ít xịt vậy, Thì chủ yếu là về phần kháng sinh thôi cô. Mấy cái kia ở trong những thì cái kháng sinh, nói lại kháng sinh đi, nãy giờ chưa biết điều trị sao luôn á, điều trị nội ngoại trú xảy gì. nên đây là điều trị ngoại trú của Khi nào thì xảy nào, có luôn Dạ. rồi, để cô chiếu của cô nha. Giờ ngoại trú khác, nội trú khác nha các bạn. Dạ, nội trú ở bên dưới này. Nó chỉ dịch từ cái bên đây ra thôi. Các bạn để lưu đồ á, người ta dễ nhớ. Đồ thì Bây nó giờ ngoại trú á luôn luôn là không có tìm bằng chứng vi sinh gì trơn á nha, chỉ dựa vô hình ảnh học với lâm sàng là mình quyết định người ta, mình nói người ta ngoại trú và cái mấy cái thang điểm cho phép mình điều trị ngoại trú ha. Nha, đây. Không cần làm xét nghiệm vi sinh. Nha. Và điều trị kháng sinh ngoại trú á thì thứ nhất là nếu mà khỏe mạnh dưới 65 tuổi và trước đây không có dùng kháng sinh gì hết á, thì mình kháng sinh mình cần bao phủ ba con là phế cầu, HI và các tác nhân không điển hình nha. Còn nếu mà bệnh mà có bệnh đồng mắt, hoặc là bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân từng dùng kháng sinh trong vòng 3 tháng, thì ngoài ngoài cái ba cái bên này vừa nói á, thì mẹ mình phải thêm mấy cái như là có thể HI, mà HI có beta-lactamase và MSSA, tức là tụ cầu mà nhạy với methicillin đó, tụ cầu thường đó ha. Và nếu mà bệnh phổi cấu trúc, tức là bệnh nhân có COPD, có bệnh nhân phế quản rồi trước đây á, thì mình có thể coi chừng là có cái con vi khuẩn đường ruột á, Enterobacteriaceae C nha. Như vậy thì mình điều trị như nào? Thứ nhất á, các bạn nhớ là ngoại trú khỏe mạnh chỉ cần đơn trị liệu thôi á ha. Theo ATS IDSA á, thì đơn trị liệu với amoxicillin hoặc là doxy hoặc là macrolide nha. Rồi. Còn Aptodex á thì nó cho phối hợp, là nó cho phối hợp amox cộng với macrolide ha, hoặc là doxy. Tại vì khi nào thì xài doxy, khi nào thì xài macrolide, tại vì này dựa dựa vào cái phổ kháng khuẩn của cái địa phương mình ở đó ha, thì có nhiều cái macrolide này nó hay kháng, có những cái địa phương nó tỷ lệ kháng macrolide rất cao nha, thì nó cho doxy. Như vậy thì ATS á, thì nó cho đơn trị liệu, nhưng mà Aptodex thì nó cho cộng hai cái này lại nha.
Còn nếu mà bệnh nhân cái đối tượng mà có nguy cơ một chút ha, tức là có bệnh đồng mắt rồi lớn tuổi rồi kháng sinh rồi có bệnh phổi cấu trúc COPD rồi đó ha, thì mình dùng cái amoxicillin CPAP nha, kết hợp tới bên này thì bắt buộc phải phối hợp nha, bên này bắt buộc phải phối hợp luôn ngay từ đầu là amoxicillin cộng với macrolide doxy nha. Bên này là chỉ có amox thường thôi nha, còn cái này là amox cộng với clavulanate. Nhà bên bên phải nè, cái người khỏe mạnh này là cũng chỉ amox thường thôi nha các bạn nha. Còn bên này á, là phải bắt buộc là phải amox cộng với clavulanate nha, và cộng với macrolide hoặc doxy ha, giống bên này nè. Đó. Và nếu mà dị ứng với penicillin hoặc là không dùng được penicillin thì thay bằng dị ứng penicillin mà thay bằng cefalo thì cũng cân nhắc nha các bạn nha, cũng cân nhắc tại vì đôi khi nó cũng có dị ứng chéo á ha, dị ứng chéo. Hoặc là nếu mà cẩn thận thì thay bằng cái quinolone là chắc ăn nha. Ở đây nó vẫn cho phép mình thay bằng cephalosporin đó. Ha. Này là liều thôi ha. Lưu ý là dùng kháng sinh sớm, thời gian điều trị khoảng 5 ngày, hẹn tái khám nha. À, nó còn hỏng cho mình chụp lại X-quang ngực luôn. Cái này là của ATS đó nha con. Nhưng mà đợi mình muốn chụp cũng chụp ha. Nó nói là không cần chụp luôn. À, và một số trường hợp bệnh nhân đáp ứng chậm với điều trị ha. Đó. Bây giờ tới nhập viện ha các bạn, nhập viện. Nhập viện thì cũng chẩn đoán cũng phải dựa vô hô hấp và X-quang ngực ha. Và nhập viện khi có siêu hấp nhiễm khuẩn, chăm sóc tại nhà không được, hoặc là có cái cỡ 65 hoặc là PSI cho thấy là cần phải nhập viện. Xét nghiệm vi sinh đó thì không cần chỉ định thường quy ha, chỉ là trung bình và nặng nha, trung bình và nặng. Điều trị kháng sinh càng sớm càng tốt, thì người ta luôn luôn nhắc là mình phải trong vòng 8 giờ từ khi được chẩn đoán là phải quánh liền kháng sinh nha, ít nhất 8 giờ, còn nếu mà sau 4 giờ là càng tốt nha. Thành ra là nếu mà mình chẩn đoán trong đêm trực là phải cho liền kháng sinh chứ không chờ tới sáng hôm sau hội chẩn nha các bạn nha, cho liền kháng sinh. Cái này là mình có lý do nha, ai dịnh á thì nói là đưa đưa ATS ra này, ATS nói nha, nha để ATS ra là tôi phải cho kháng sinh càng sớm càng tốt thì tôi chẩn đoán ca này là viêm phổi cộng đồng ha. Rồi. Và nếu mà cho nếu mà nghi sốc nhiễm trùng là phải cho liền luôn, không quá 1 giờ đồng hồ, và luôn luôn là phải phối hợp kháng sinh, không có cái vụ xài kháng sinh đơn độc nha. Cái này hôm trước cũng nói với các bạn rồi á, là vừa đối với cái mấy cái anh đợt cấp rồi đó, đợt cấp COPD rồi đó, có thể người ta có thể xài kháng sinh đơn độc nha, nhưng đối với viêm phổi là phải phối hợp kháng sinh, mục đích là để bao phủ các tác nhân không điển hình, tại mình không biết con gì thì mình đánh bao nha, mình đánh bao, tại vì vi vi trùng học là mình không có rõ ràng đúng không, thì chắc ăn là mình đánh bao, mình đâu biết con gì đâu nha. Và chọn lựa thì tùy theo vào độ nặng và yếu tố nguy cơ ha, dựa vô tác nhân gây bệnh, dựa vô yếu tố nếu có nhiễm vi khuẩn kháng thuốc, có bệnh đồng mắt, dịch tễ và các cái vấn đề khác. Rồi, này nãy nói rồi. Đây là các cái yếu tố mà nghi là có nhiễm phế cầu kháng thuốc nha, yếu tố nguy cơ là tuổi lớn, có dùng mấy cái kháng sinh trong 3-6 tháng gần đây, nghiện rượu, có bệnh đồng mắt, dùng thuốc ức chế miễn dịch và hay ở mấy cái nhà dưỡng lão ha. Lại này là phế cầu mà phế cầu kháng thuốc ha. Còn lại đây là cái yếu tố nhiễm Pseudomonas
yếu tố nguy cơ mạnh đó là gì? Là nếu mà nhuộm soi thấy trực khuẩn gram âm là nghĩ liền tới cái con này nha các bạn, nghĩ liền. Cho nên nãy mới hỏi các bạn á, nhuộm soi người ta có trả kết quả không đó? Nhuộm soi trả kết quả là về là trực khuẩn gram âm, nghĩ tới cái con này liền nha. Hoặc là nhiễm pseudo mãn tính trước đây nha, hoặc là dùng kháng sinh tĩnh mạch trong vòng 3 tháng gần đây. Còn các cái yếu tố nghi ngờ là có bệnh COPD, bệnh giãn phế quản nha. Còn đây là cái yếu tố nguy cơ mà nhiễm tụ cầu kháng thuốc nha. Thì này là hoặc là nhiễm mãn tính, tức là đã có cái trước đây từng nhiễm ha. Hoặc là trong cái mà soi đàm đó thấy cầu trùng râm dương tập trung thành đám, tức là tụ cầu đó các bạn nha. Tụ cầu tập trung phải từng đám nha. Còn ví dụ cầu râm dương mà cặp đôi thì khác, mà rời rời thì khác ha. Đó, nhưng mà phải tập trung từng đám đó, kêu là tụ cầu. Và là những cái yếu tố nghi ngờ lâm sàng như là dùng kháng sinh tĩnh mạch trong 3 tháng gần đây, hình ảnh học thấy có tạo hang, có mủ trong màng phổi ha, hoặc là bệnh thận giai đoạn cuối, đồng tính nam, ở tù, nơi sống chật chội, hay chích tường tĩnh mạch, mấy cái xì ke rồi đó, hoặc là thi đấu thể thao có tiếp xúc nha. Thi đấu thể thao có tiếp xúc là ví dụ như quánh vật, vật lộn, đá banh ha. Còn ví dụ thi đấu thể thao mà chạy 100m, chạy chạy bộ hay là cái gì đó thì không phải ha. Thi đấu thể thao mà phải có tiếp xúc thì mấy cái này là nó nghi ngờ có, nó là yếu tố nguy cơ nhiễm Pseudomonas, nhiễm tụ cầu kháng thuốc. Rồi bây giờ qua tới các cái nhóm kháng sinh điều trị ha các bạn nha. Này hôm trước mình chỉ có học rồi á, bây giờ học lại nha. Cái nhóm này là cái nhóm kháng tụ cầu kháng thuốc ha. Các cái tác nhân mà để điều trị tụ cầu kháng thuốc có hai thứ, hoặc là vanco hoặc là linezolid nha. Cái nhóm thứ nhì là cái nhóm aminoglycosid, thì có ba thứ: ganta, topra với amikacin ha. Nhưng mà như ở đây mình ở Việt Nam mình hình như chỉ có amikacin thôi đúng không? Ganta giờ cũng ít xài. Ganta cũng có ít xài. Rồi tới quinolon hô hấp, quinolon hô hấp trước nói các bạn rồi nha. Levo với Moxi nha. Còn cái thằng Jamie này thì ở Việt Nam mình cũng không có, mà nếu có thì nó cũng chỉ có đường uống thôi. Thôi mình tính hai cái trên thôi, đó là Levo với Moxi. Còn quinolon mà kháng Pseudomonas thì là Levo với Cipro. Này hôm trước này nói rồi, ba cái anh này đều là quinolon hết, nhưng mà rất khác nhau ha. Rồi. Macrolide thì có hai thứ thôi, đó là Azi với Clary. Còn cái này là beta lactam mà kháng Pseudomonas nha. Beta lactam kháng Pseudomonas mà kháng luôn phế cầu, phế cầu là nó nằm trong đây luôn. Kháng Pseudomonas dĩ nhiên kháng được phế cầu. Beta lactam kháng Pseudomonas thì nó có năm thuốc ha. Piperacillin, tazobactam, cefepime, ceftazidime, imipenem, meropenem. Đúng là nó có thêm gì các bạn? Doripenem. Ha, cũng có nữa nha. Thì mấy cái nhóm bên em, các bạn nhớ cái nhóm bên em này nó cũng đặc biệt nữa nè. Là mấy cái thằng nem nem này á, thì có một cái thằng nem này nó dở nhất là cái thằng ertapenem. Ertapenem là nó cũng là nhóm carbapenem. Nhưng mà nó rất là yếu nha, nó không có trị được cái thằng Pseudomonas nha. Và như vậy nó chỉ trị được cái phế cầu thôi nha các bạn. Đây là beta-lactam kháng phế cầu ha. Nha, nhớ nha. Nhóm nem nem đó là imipenem, meropenem, doripenem, vân vân, tất cả mấy cái thằng đó
là đều là kháng được Pseudomonas ngoại trừ Ectapenem ha. Và đặc biệt á thì có cái thằng Ceftazidime nè ha. Là nó chỉ là Cephalosporin thế hệ 3 thôi. Ha, nhưng mà nó kháng được Pseudomonas nha. Còn Cefepime này là Beta-lactam thế hệ 4 đúng không? Và cái nhóm beta-lactam cuối cùng là kháng phế cầu, tức là cetriazone, cefotaxime, ceftaroline, ectapenem và ampicillin sulfatam. Cái này các bạn về học ha. Rồi. Bây giờ không có đi vô từng nhóm rắc rối lắm nha. Đi thẳng vô cái phát đồ. Bây giờ thứ nhất á, đây là nội trú nha các bạn. Này nãy giờ mình đã nói là nhập viện đó. Nhập viện. Nếu mà bệnh nhân không có yếu tố nhiễm Pseudomonas, cũng không có yếu tố nhiễm tụ cầu gì hết nha. Mấy cái yếu tố nhiễm nãy mình vừa học xong đó ha. Cái này là mình chọn lựa kháng sinh kinh nghiệm, tức là bệnh nhân vô á, nặng trung bình rồi mình đem cấy rồi. Cấy đâu có kết quả liền, cho nên mình chọn ngay từ đầu ha. Mình phải trị trong vòng 4 giờ đầu nha. Thành ra là mình phải cho kháng sinh liền, cho làm sao đó. Thì nếu mà bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ nhiễm tụ cầu, cũng không có yếu tố nhiễm Pseudomonas, thì mình có hai loại phác đồ, là phác đồ quinolone và phác đồ beta-lactam nha. Thì nếu mà mình dùng mà giữa hai cái phác đồ này á, thì nếu mà không được sử dụng cái phác đồ quinolone, bữa mình học bài lao rồi đó, là nếu mà mình nghi lao mình chưa chứng minh được, không có được sử dụng cái phác đồ quinolone này nha. Và chỉ sử dụng cái phác đồ quinolone nào này khi nào có kháng penicillin ha. Như vậy thì ưu tiên là xài cái phác đồ này, ưu tiên là xài cái phác đồ beta lactam nha, ưu tiên xài cái phác đồ beta lactam. Thì nó có hai hướng ha. Là beta lactam kháng phế cầu. Beta lactam kháng phế cầu là nhóm này nè các bạn. Ceftriaxone, cefotaxime, ceftaroline, ectapenem, ampicillin, sulfactam cộng với macrolide nha, cộng với macrolide hoặc là cộng với doxycycline nha, một trong hai cái. Cái này nó cũng giống như hồi ngoại trú đúng không? Giống như hồi ngoại trú, mà cái ngoại trú này là mình xài bằng cái gì? Ampicillin amoxicillin. Amoxicillin clavulanate, nhớ không? Còn vô đây thì mình xài beta lactam kháng phế cầu. Nha, phối hợp với thằng macrolide hoặc doxy. Rồi. Còn nếu mà dùng cái phác đồ quinolone thì mình sẽ xài cái quinolone hô hấp thôi nha. Rồi. Bây giờ á, cái thứ nhì á, là cái đầu tiên là không có yếu tố nguy cơ nào hết nha. Còn cái này là có cái yếu tố nguy cơ nhiễm tụ cầu mà không có yếu tố nguy cơ nhiễm Pseudomonas, thì mình chọn cái gì? Mình cũng ưu tiên chọn cái phác đồ beta lactam ha. Nhưng mà sao cũng giống y như vậy, giống y như cái phác đồ hồi nãy mà thêm cái thằng kháng tụ cầu. Thằng kháng tụ cầu nãy là gì các bạn? Đây, Vanco hoặc Linezolid. À, y hệt như nãy nha. Nếu mà có thêm cái yếu tố nguy cơ nhiễm tụ cầu thì cho cái phác đồ y chang mình ban đầu cộng thêm kháng tụ cầu. À, bên này cũng y hệt vậy nha. Còn cái này á, là nếu mà chỉ có yếu tố nguy cơ nhiễm Pseudomonas thì xài cái gì? Beta lactam kháng Pseudomonas cộng quinolone kháng Pseudomonas. Nha, hai cái này cộng lại.
beta lactam kháng pseudomonas là gì? Đây mấy cái nem nem nãy nè, cộng với hoặc là ceftazidim, cefepime, bipera, cilantazobactam. Cộng luôn cái quinolone kháng pseudomonas là cipro hoặc là levo nha. Còn nếu mà mình thấy bệnh nhân này vừa có yếu tố nguy cơ nhiễm pseudomonas, vừa có yếu tố nguy cơ nhiễm tụ cầu thì mình đánh hết ráo luôn nha. Beta lactam kháng pseudomonas cộng quinolone kháng pseudomonas cộng thêm kháng tụ cầu. À. Đó là xong cái kháng sinh đó các bạn. Các bạn hiểu không vậy? Nói lại nha. Đầu tiên á, tức là mình có bốn cái hướng hết thảy nha, bốn cái hướng hết thảy. Cái hướng đầu tiên á là mình thấy người này không có yếu tố nguy cơ gì hết trơn nha, thì mình xài phác đồ này và ưu tiên xài cái phác đồ beta lactam, tức là beta lactam kháng phế cầu cộng macrolide hoặc là beta lactam kháng phế cầu cộng doxycycline nha, đối với bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ gì hết. Nếu bệnh nhân có cái yếu tố nguy cơ nhiễm tụ cầu thì mình xài đúng cái phác đồ hồi nãy đó. À, và cộng thêm cái vanco hoặc là cái linezolid. À, rồi. Đó là cái hướng thứ nhì. Bây giờ cái hướng thứ ba là bệnh nhân có cái yếu tố nhiễm pseudomonas mà không có yếu tố nguy cơ nhiễm tụ cầu thì mình phải trị cái pseudomonas bằng cách là beta lactam kháng pseudomonas cộng quinolone kháng pseudomonas nha. Rồi đây cái hướng thứ tư là bệnh nhân có vừa yếu tố nguy cơ nhiễm pseudomonas mà vừa có yếu tố nguy cơ nhiễm tụ cầu thì mình phác đồ y chang hồi nãy mà cộng thêm vanco hoặc linezolid. À vậy thôi. À. Thì mấy cái này là cô dựa trên up to date nha các bạn, up to date. Rồi. Và cái điều cái corticoid khi nào thì dùng. À, không khuyến cáo sử dụng tường vi nhưng mà nó có giúp làm giảm bớt cái phản ứng viêm trong viêm phổi ha. À, và chỉ định ở những bệnh nhân có bằng chứng rối loạn đáp ứng viêm miễn dịch nha, tức là có nguy cơ tử vong cao đó, có sốc nhiễm trùng, kháng trị với bù dịch vận mạch, có siêu hô hấp mà FiO2 phải trên 50% nha, thở oxy liều cao, hoặc là có pH dưới 7,3, có lactate trên 4 hoặc là CRP trên 150 nha. Nguy cơ, lưu ý các tác dụng phụ, luôn cân nhắc giữa lợi ích nguy cơ và không sử dụng trong trường hợp là nghi ngờ virus hoặc là vi nấm nha. Liều dùng là 0,5mg một ký mỗi 12 giờ. À. Như vậy thì so với cái đợt cấp COPD á, thì người ta xài cái corticoid đường toàn thân là có chỉ định rộng rãi hơn nha. Chỉ cần FeV1 thấp dưới 50% ở bệnh nhân ngoại trú và tất cả bệnh nhân đợt cấp COPD nhập viện đều xài hết. Còn nếu mà viêm phổi thì không có xài, là cân nhắc ha. Ha. Nếu là viêm phổi thì không khuyến cáo sử dụng thường quy nha các bạn. Rồi. Và mình còn phải đánh giá cái đáp ứng điều trị ha, đánh giá đáp ứng điều trị nha. Và lưu ý là cái cải thiện trên hình ảnh học nó rất là chậm, cho nên mình không có dựa vô cái hình ảnh học để mình nói là bệnh nhân có bớt hay không bớt, mà mình phải dựa vô chắc cái lâm sàng là chính nha các bạn, lâm sàng là chính nha. Và nếu mà sau thường là đáp ứng đánh giá sau 48 tới 72 giờ. Nếu mà sau 72 giờ mà không đáp ứng thì mới gọi là không có cải thiện thì mới gọi là không đáp ứng nha các bạn, không đáp ứng. Như vậy thì mình dựa vô cái gì các bạn? Nhịp, huyết áp, sốt, thở nhanh và oxy nha, dựa vô mấy cái này là chính ha. Còn mấy thằng kia chậm lắm nha, ho mệt mỏi thâm nhiễm gì đó là chậm lắm, không có chờ nó được nha. Này là hạ bậc kháng sinh nè ha.
chuyển từ kháng sinh có phổ kháng khuẩn rộng sang các kháng sinh có phổ kháng khuẩn hẹp nha. Hoặc là mình cấy ra cái con gì thì mình dùng đúng cái kháng sinh trên cái tác nhân vi khuẩn đó, chứ không có giảm liều nha bác nha. Nha, chuyển từ phổ rộng sang phổ hẹp nha. Phổ rộng tức là cái rang 3 nè, rang 3 nè là phổ rộng, rang 2 cũng là phổ rộng ha, còn rang 1 là phổ hẹp. Cái rang 3 này nó cũng có thể là restrict nha các bạn, nó cũng có thể là phổ giới hạn đó ha, tùy. Và chỉ hạ bậc khi nào lâm sàng cải thiện. Lâm sàng là mấy cái nãy lâm sàng đó là gì? Là nhịp nè, huyết áp, sốt, thở nhanh, oxy nha ha. Và có kết quả vi sinh tin cậy nha các bạn. Rồi. Cái này là ví dụ mình ra kết quả vi sinh gì đó thì mình đổi đó, đổi đổi, đổi thuốc đó, ha. Đổi thuốc cho nó trị đúng cái con đó thôi á, tức là mình ý người ta là không có xài cái phổ rộng nữa mà tìm ra cái con gì á thì đổi, nếu mà cái thuốc của mình thì mình sẽ đổi cho nó đúng cái con đó thôi chứ không cần xài phổ rộng nha. Còn nếu mà đã có rồi, bệnh đã phủ rồi thì thôi. Ví dụ như ra cái con HI thì thay vì mình đang xài là amoxiclav, amoxicillin cộng lavulanate cộng với lại macrolide, thì bây giờ ra con HI này thì mình đổi qua amox thôi, ví dụ vậy đó nha. Tuy nhiên ở trên thực hành lâm sàng mình thì cô thấy ít có ai dám đổi vậy, đúng không? Đúng không? Ít có ai dám đổi luôn. Cái này là ATS, ATS nó đề nghị ha. Hoặc là chuyển sang kháng sinh uống ha, chuyển kháng sinh uống nha. Cũng có một số loại nó có uống chứ cũng có nhiều loại nó không có uống, đúng không? Thì beta lactam á, thì mình chuyển qua amox, hoặc là amoxiclav, hoặc là cephalohai-3 thì mấy cái này có dạng thuốc uống nha. Vân vân. Rồi. Thời gian điều trị thì ít nhất là 5 ngày ha, ít nhất là 5 ngày, và điều kiện để ngưng là phải hết sốt ít nhất là 2 hoặc 3 ngày. Không cần thở oxy, lâm sàng có nghĩa là mạch, nhịp thở, huyết áp ổn định và tri giác ổn định. Có thể dựa vào procalcitonin. Đây, procalcitonin là gì? Là nếu procalcitonin giảm dưới 0,25, tại vì cái procalcitonin này á, là nó rất là nó rất là đặc hiệu cho cái việc nhiễm khuẩn, do nhiễm do vi khuẩn. Và thứ hai là cái động học của nó cũng thay đổi ha, tức là ban đầu mà khi mà nó giảm có nghĩa là cái con vi khuẩn đó nó hết rồi đó, cho nên là nếu mà người ta thấy dưới 0,25 là người ta ngưng kháng sinh luôn nha. Ngưng kháng sinh luôn nếu mà ít nhất là đủ 5 ngày rồi mà thấy cái procalcitonin giảm, ngưng luôn ha. Nếu mà procalcitonin chưa giảm nha, chưa giảm mà cái nó vẫn còn trên 5 peak level, nếu mà nó không có trên 5 thì là ngưng kháng sinh và tiếp tục kháng sinh nè. Còn nó có cái peak nữa ha các bạn, tức là cái peak là cái đỉnh á, so với cái đỉnh nữa nha. So với cái đỉnh, nếu mà nó giảm trên 80% so với cái đỉnh cao nhất, tức là người ta phải đo nhiều lần rồi người ta tìm được một cái đỉnh của cái procalcitonin. Nếu mà nó giảm trên 80% thì người ta cũng ngưng luôn ha các bạn, ngưng luôn. Rồi. Còn nếu mà điều trị kháng sinh ban đầu không phù hợp, có kèm nhiễm khuẩn khác, hoặc là viêm phổi do pseudomonas, hoặc mấy cái con bột chordoria, hoặc là viêm phổi hoại tử, thì mình trị 5-7 ngày không đủ nha các bạn, không có đủ. Cái này là phải kéo dài lâu hơn, chứ còn 5-7 ngày không được nha. Rồi.
Và xuất viện á, thì đây lâm sàng ổn định xuất viện ha. Rồi. Rồi hết nha các bạn. Có hỏi gì không? Alo. Về học kháng sinh nha. Alo. Dạ cô ơi, cho em hỏi là cái điều kiện mà ngưng kháng sinh đó là tất cả phải có hết tất cả cái đó hay là chỉ một trong 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 mấy cái đó thôi cô? Ít nhất phải 5 ngày. Nên là tất cả. Nếu giảm mà chưa đủ 5 ngày cũng không được ngưng nha các bạn. Tối thiểu 5 ngày. Dạ. Cô thấy thì đa phần là các bạn hay xài kháng sinh kéo dài hơn là các bạn ngưng sớm. Cô thấy là cái thói quen của bác sĩ mình á, đúng không? Nói chung là cũng hơi nhát ha, cũng sợ. Thôi để kéo dài chút chắc ăn, thường là vậy. Cho nên ít khi nào các bạn ngưng sớm hơn bình thường lắm. Các bạn có khuynh hướng là kéo dài hơn bình thường. Rồi tiếp, ai hỏi gì nữa? Alo. Những bệnh gì được tính là bệnh đồng mắt cô? À nãy có cái danh sách bệnh đồng mắt đó. Dạ. Dạ cô, chúc chập cho tụi em xin slide với cô. Nhiều quá không nhớ hết. À, nhiều lắm luôn á. Nhưng mà cái viêm phổi thì nó khó ha. Và các bạn hay gặp lắm. Cô cho em xin slide lao phổi hôm qua được không cô? Lao phổi hôm qua. Okay. Ừ. Này nó tính là bệnh đồng mắt rồi các bạn. Bệnh phổi mạn, bệnh gan, bệnh thận. Mấy cái này mạn hết á, bệnh phổi mạn, bệnh gan, bệnh thận, ung thư, tiểu đường, suy tim. Ồ hai chữ ung thư luôn. Nghiện rượu và suy giảm miễn dịch nha, đó là những cái bệnh nó xếp vô là có bệnh đồng mắt. Này là có ATS nha các bạn, ATS á. À, rồi ngày mai á thì thứ sáu là mình thi đúng không? Bữa nay là thứ tư rồi. Ngày mai á là cô sẽ dạy cho các bạn, hôm trước có hứa là sẽ dạy cho các bạn về sử dụng kháng sinh mà theo PKPD. Các bạn có biết cái này chưa? PKPD có nghĩa là dược lực và dược động học á. Dạ, dạ cái đó mai cô dạy cô. Rồi cái đó cô sẽ dạy cho các bạn, rồi sau đó thì sẽ ôn thi nha. Bữa nay các bạn học bài trước đi nha. Và những cái kháng sinh đồ trong đồ đó là phải thuộc đó nha. Rồi, rồi ôn thi. Rồi thứ sáu thi. Thứ sáu thi thì đúng ra là bây giờ cô Tường cổ không có cho mình thi online đó. Nhưng mà thôi lỡ rồi mình học online thôi mình thi online luôn đi nha.
Xe rào bữa nay, lần này mấy mấy đợt sau là alo dạ xe rào ha, đừng nói cô Tường nha. Tại cô Tường mới thông báo á là thi thực hành lâm sàng không được thi online ha. Nhưng mà bây giờ đợt này mình thi online hết rồi, mình học online hết rồi, thôi mình thi online luôn cho rồi nha. Thành ra là sáng thứ sáu á thì sẽ các bạn sẽ thi online, các bạn sẽ thi 20 câu tình huống lâm sàng, câu trắc nghiệm á nha. Cô sẽ cho 20 cái tình huống lâm sàng và các bạn thi. Và vì thi các bạn như vậy thì cô sẽ cho giới hạn thời gian nha, chứ không phải là muốn mở ra thi lúc nào là thi nha, tức là nó chỉ mở ra từ lúc ví dụ 9 giờ cho tới 9 giờ rưỡi nha. Các bạn thi trong vòng 30 phút đó, bạn phải làm bài cho xong, bạn nộp bài. Nếu các bạn tới 30 phút chưa nộp bài, nó sẽ không tính. À, rồi. Thứ sáu mình thi mấy giờ con? Hả? Thứ sáu mình thi mấy giờ con? Tùy các bạn á. Nha, các bạn sẽ báo cho cô biết cái giờ nào các bạn bàn nhau đi nha. Thích thi giờ nào cô cho giờ đó. Và thi trong vòng 30 phút, 20 câu. Ha. Dạ. Rồi ha, rồi nay nghỉ nha. Mai mình học 9 giờ nha. Dạ. Yeah.